lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 431, sao lại là cậu ấy? Ngày hôm sau khi Tô Yên đến cửa hàng, đi ngang qua tiệm hoa, cô phát hiện rằng Hứa Nguyên không có mặt ở cửa hàng. Cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông, đây cũng chính là chủ tiệm hoa này. Tô Yên cố ý đi đến hỏi, ông chủ, Hứa Nguyên hôm nay không ở đây sao? Cô ấy đã xin phép tôi nghỉ rồi, cô ấy đã nhập viện. Ông chủ nói, đây là chuyện cũng không dễ dàng gì với cô ấy, bụng to như vậy, giữa đêm qua lại còn ra máu nên đã được đưa đến bệnh viện. Tô Yên nghĩ rằng khi cô đưa Hứa Nguyên trở về, cô ấy vẫn không sao, chẳng lẽ bởi vì cô ấy sợ hãi sao? Trong lúc nói chuyện, ông chủ đang dọn dẹp cây trúc đào và hoa thủy tiên, Tô Yên hỏi, ông chủ, những bông hoa này nở đẹp như vậy, tại sao lại không cần nữa vậy? Tôi mới biết rằng những bông hoa này không tốt cho phụ nữ mang thai, nếu ngửi quá nhiều sẽ gây vô sinh, có lẽ Hứa Nguyên đã ở trong tiệm hoa này lâu rồi nên mới bị ra máu, những bông hoa này cứ nên bỏ đi vậy. Là một vị khách hàng nữ đã nói với ông điều này đúng không? Ông chủ ngạc nhiên, làm sao cô biết? Tô Yên hiểu ra rằng hình như cô chính là vị khách hàng nữ lúc trước. Cô ấy cũng nói với tôi như vậy. Tô Yên cười nói, ông chủ, tôi không làm phiền đến việc buôn bán của ông nữa, mà này, Hứa Nguyên ở bệnh viện một mình sao? Không có ai chăm sóc à? Không phải, chồng cũ của cô ấy đang chăm sóc cô ấy đấy, buổi sáng khi tôi vào, chồng cũ của cô ấy đã ở đó rồi. Ông chủ nói, suy cho cùng đứa con đó vẫn là con của chồng cũ, đàn ông rất coi trọng huyết thống của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Yên cau mày, chẳng lẽ thật sự là do cô nghĩ nhiều sao? Hứa Nguyên không có vấn đề. Tô Yên đi đến cửa hàng hỏi rõ một số chuyện trước, sau đó lái xe đi đến chỗ của Lâu Doanh. Cơ thể của Lâu Doanh đã bị bệnh, tính tình cô ta lại rất ngang ngược bướng bỉnh, cô cũng không thể bỏ mặc. Khi Lâu Doanh đến nơi ở của Lâu Doanh, căn phòng im ắng, yên tĩnh đến mức khiến người khác sợ sệt. Lâu Doanh, Lâu Doanh. Tô Yên gọi tên cô ta hai lần, nhưng đều không có người nào trả lời, cô đi vào nhà để tìm, nhưng cũng không có ai. Gọi điện thoại, nhưng điện thoại lại đổ chuông ở nhà. Người không ở đây, điện thoại thì lại ở đây, vậy người đã đi đâu rồi? Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông cửa vang lên, là Vạn Nhất. Tô Yên mở cửa, khi Vạn Nhất nhìn thấy Tô Yên thì sững sờ một chút, chị dâu, sao chị lại ở đây, Lâu Doanh đâu? Không có ở nhà. Tô Yên nói, tôi vừa đến đây, nghe nói Lâu Doanh bị chảy máu mũi, tôi đến đây để khuyên cô ấy đi đến đảo khám bệnh. Tính tình cô ấy ngang ngược bướng bỉnh như vậy, cũng chỉ có chị dâu mới có thể khuyên được. Vạn Nhất vào nhà, đột nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi gì đó không đúng lắm, chị dâu, chị vừa nói Lâu Doanh không ở đây sao? Người không ở đây, nhưng điện thoại lại ở đây. Nghe vậy, Vạn Nhất lập tức nhìn sang cửa sổ phía sau, quả nhiên, cửa sổ phía sau có dấu vết bị người khác cạy cửa. Nguy rồi, Lâu Doanh gặp nguy hiểm. Vạn Nhất nói, trong không khí có mùi ether thoang thoảng, Lâu Doanh xảy ra chuyện rồi. Ether là một loại thuốc làm người khác hôn mê. Trong nhà cũng không có dấu vết rằng co với nhau, có thể đưa Lâu Doanh đi một cách lặng lẽ mà không có bất kỳ tiếng động nào, đối phương cũng nhất định không đơn giản. Nhưng gần đây sức khỏe của Lâu Doanh không được tốt, cũng không thể loại trừ khả năng bị lập mưu. Hai người nhìn nhau, Tô Yên lập tức chạy lên lầu, trong nhà Lâu Doanh có lắp camera giám sát. Chỉ cần xem camera thì có thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Tô Yên mở máy tính lên, kết nối nó với thiết bị camera và tua lại khoảng thời gian trước khi Lâu Doanh xảy ra chuyện. Chỉ một tiếng trước khi Tô Yên đến, Lâu Doanh với những bước chân mệt mỏi, sắc mặt tái mét, cô ta đi xuống lầu rót nước uống. Ngay khi cô ta vừa uống nước xong, có hai người đàn ông đã tấn công cô ta từ phía sau, nhanh chóng dùng khăn bịt miệng Lâu Doanh và tiêm một mũi thuốc vào cổ cô ta. Chưa đầy 10 giây sau, Lâu Doanh đã bất tỉnh, thậm chí cô ta còn không có thời gian để phản kháng, đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến sức khỏe của cô ta. Lâu Doanh. Khi xem camera giám sát, Vạn Nhất lo lắng đến mức hét lên. Khuôn mặt của hai người đàn ông đó đều rất lạ, Tô Yên và Vạn Nhất đều không quen biết, khi hai người họ khiêng Lâu Doanh đi, Tô Yên nhìn thấy hình vẽ trên cánh tay của một người đàn ông trên đó, sắc mặt nhất thời thay đổi rất nhiều. Sao lại là cậu ấy? Chương 432, Tô Duy quay lại làm chứng chống lại Lụ. Tô Yên buột miệng, Vạn Nhất lập tức nhìn về phía cô, chị dâu, chị quen à? Là ai đã đưa Lâu Doanh đi?
Tô Yên lắc đầu trấn định lại tinh thần, tôi cũng không biết nữa, nhưng hình vẽ đó hình như tôi đã nhìn thấy nó ở nơi nào rồi. Tô Yên không nói thật, cũng không dám nói thật. Hình vẽ trên cánh tay của kẻ đã bắt cóc Lâu Doanh cô đã nhìn thấy trên cánh tay của Tô Duy. Cô nhớ rõ khi đó Tô Duy nói rằng cậu ta bị người của bang bỏ gặp bắt đi, cánh tay của cậu ta còn lưu lại vết thương, trông như một con rết, vặn vẹo, hung ác và khủng bố. Và kẻ bắt cóc Lâu Doanh cũng có hình xăm con rết trên cánh tay như vậy. Đây nhất định không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bất kể là ai, bây giờ em cũng sẽ tìm được Lâu Doanh trở về. Vạn Nhất vô cùng lo lắng, vội vàng đi xuống lầu, Tô Yên đi theo, Vạn Nhất, cậu. Còn chưa nói xong, cả hai người đã đồng thời chú ý đến một cậu nhóc trẻ tuổi lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. Cậu nhóc mặc vest và đi giày da, quay lưng lại với Tô Yên và Vạn Nhất, đang thu dọn hành lý. Cả hai người bọn họ lúc này trong đầu đều đồng thời nảy ra sự nghi ngờ. Người này là ai? Làm thế có thể vào đây được? Là một chú chó nhỏ của Lâu Doanh sao? Là kẻ trộm? Hay là đồng bọn của kẻ đã bắt cóc Lâu Doanh? Không cần biết phải trái đúng sai, Vạn Nhất chộp lấy cây gậy bên cạnh và đập về phía lưng của người đó. Cậu nhóc cơ thể nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, chống hai tay xuống bàn rồi lật người lên, né tránh được. Cậu nhóc đó đứng vững lại, giây phút cậu ta ngẩng đầu lên, Tô Yên sững sờ, Phi Minh. Vạn Nhất cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhóc trong bộ vest trắng và quần tây là Bạch Phi Minh. Bạch Phi Minh đã cắt tóc thành một bộ tóc ngắn, mặc đồ của đàn ông, trông vô cùng đẹp trai khí chất, nếu ai mà không biết trước Bạch Phi Minh là nữ, nhất định sẽ cho rằng cô ta là con trai. Hơn nữa còn là kiểu người bước ra từ trong tranh, quý phái, thanh cao, là người đàn ông có thể bẻ cong cả đàn ông. Xét về nhan sắc và phong cách lạnh lùng của Bạch Phi Minh, cô ta trực tiếp giết chết hết những người được gọi là nam thần trong làng giải trí. Bạch Phi Minh cho tay vào trong quần. Nhướng mắt liếc Tô Yên và Vạn Nhất, tôi vừa làm xong việc về nên có đổi kiểu tóc, sao hai người lại ở đây? Hành động nhướng mắt đó thật quá khủng khiếp. Tô Yên nói, Phi Minh, cô đẹp trai quá. Nếu như tôi còn chưa kết hôn, tôi nhất định sẽ đuổi theo cô. Vạn Nhất cũng cảm thấy rằng áp lực khủng khiếp, bình thường Lâu Doanh và Bạch Phi Minh như hình với bóng không thể tách rời, điều này khiến người ta nghiêm túc nghi ngờ rằng hai người có quan hệ tình cảm. Bây giờ Bạch Phi Minh lại ăn mặc như một người đàn ông. Tiết tấu như muốn giết chết cả nam lẫn nữ. Vạn Nhất than thở, chị dâu, chị còn có chút khí chất và kiềm chế không? Nếu đại ca nghe thấy những lời này, hũ dấm nhất định sẽ lại bị đổ úp ra. Mọi người đều có tình yêu cái đẹp. Tô Yên quay lại chủ đề chính, nhân tiện, Phi Minh, Lâu Doanh đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Phi Minh vẻ mặt lập tức căng thẳng, đã xảy ra vẻ mặt chuyện gì? Tô Yên đã đại khái giải thích mọi chuyện một lượt, Bạch Phi Minh càng ngày càng căng thẳng. Càng lúc càng lạnh lùng hơn. Vạn Nhất nói, bây giờ tôi sẽ huy động mọi người đi tìm Lâu Doanh. Trong chuyện này của Lâu Doanh, Vạn Nhất không thể chờ đợi một phút nào nữa, anh ta lái xe đi. Bạch Phi Minh cũng sử dụng các mối liên hệ của mình để tìm Lâu Doanh. Tô Yên cũng lập tức gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, biết Lục Cận Phong đang ở công ty, cô trực tiếp lái xe tới đó. Một số chuyện nói trực tiếp với nhau sẽ tốt hơn. Vạn Nhất huy động người của ám dạ. Lục Cận Phong tự nhiên cũng đã nhận được tin tức liền hủy cuộc họp buổi chiều, nhìn thấy Tô Yên đi tới, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người đã bắt cóc Lâu Doanh rồi, em nghi ngờ đó là người của Tiểu Duy. Trên đường đến đây, Tô Yên cố gắng liên lạc với Tô Duy, nhưng không liên lạc được. Bây giờ cô cũng chưa dám khẳng định nên ban nãy cô mới không nói cho Vạn Nhất biết. Lâu Doanh và Tô Duy là chị em ruột, Tô Yên không thể nghĩ ra mục đích của Tô Duy khi bắt Lâu Doanh đi. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo người đi nghe ngóng ngay lập tức. Lục Cận Phong, em vẫn muốn đích thân đi tới Vương Bài một chuyến như vậy xử trực tiếp hơn. Không được, Lục Cận Phong trực tiếp bác bỏ, quá nguy hiểm. Em là người nhìn thấy Tiểu Duy trưởng thành. Thằng bé sẽ không làm gì em đâu, lần trước nó cũng không hề làm gì em. Lần này thì khác. Chưa kịp dứt lời, Tô Yên đã nhận được điện thoại của Lệ Uyển, Tiểu Yên, buổi tối về nhà họ Tô ăn cơm đi. Tiểu Duy đã về rồi. Mọi người cùng nhau ăn cơm nhé. Mẹ, mẹ nói cái gì? Tiểu Duy đã về rồi à? Tô Yên không thể tin được, lúc này Tô Duy về nhà họ Tô để làm gì? Lệ Uyển cười và nói, Tiểu Duy gọi điện thoại đến và nói rằng lát nữa thằng bé sẽ về. Tô Yên và Lục Cận Phong đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Được rồi mẹ, bây giờ con sẽ qua ngay. Sau khi cúp máy, Tô Yên nói, em sẽ đến nhà họ Tô ngay lập tức để xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Anh sẽ đi với em. Ừm. Lục Cận Phong lái xe, hai người cùng nhau trở về nhà họ Tô. Họ vẫn đi chậm hơn Tô Duy một bước, khi cả hai đến nhà họ Tô thì Tô Duy đã về rồi. Bầu không khí đại sảnh nhà họ Tô trang nghiêm chưa từng thấy, như bị một đám mây đen đè ép, khiến người ta khó thở. Lệ Uyển, Tô Đình Nghiêm, Tần Chấn Lâm và Thương Quan Ân, tất cả mọi người đều ở đó, Tô Duy đang ngồi bên cạnh Lệ Uyển, cánh tay trái của cậu ta trống rỗng. Ngay khi hai người vừa bước vào đại sảnh, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ. Tô Yên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Tiểu Duy, em đã về rồi à? Đối mặt với Tô Duy bị mất đi cánh tay trái, Tô Yên nhất thời không biết nên nói cái gì. Cho dù cô đã biết Tô Duy bị mất cánh tay trái từ lâu rồi, khi Tô Duy tháo mặt nạ xuống, xuất hiện trước mặt cô với một cánh tay bị mất, nó vẫn khiến tâm trạng cô rất phức tạp. Tiểu Yên, Lục Cận Phong, Lệ Uyển đột nhiên vỗ bàn giận dữ hỏi, hai đứa giải thích rõ ràng xem vì sao Tiểu Duy bị mất cánh tay trái, bị mất ở đâu, tại sao lại bị mất. Hai đứa nói thằng bé đi du lịch với bạn rồi, nhưng Tiểu Duy nói rằng hoàn toàn không hề có chuyện đó. Trái tim Tô Yên lệch một nhịp, cô đã biết ngay có điều gì đó không lành. Hai chị em Lệ Uyển và Trương Hải Vân rất yêu thương nhau, cuối đời Trương Hải Vân đã giao Tô Duy cho Lệ Uyển, bây giờ Tô Duy bị gãy một cánh tay, bà ấy nhất định sẽ hỏi chuyện. Tô Yên lên tiếng nói, mẹ, cánh tay của Tiểu Duy là... Nó bị mất trên đảo. Lục Cận Phong cắt ngang lời nói của Tô Yên, Lệ Uyển từ lúc bắt đầu đã nhìn anh, đang chờ anh phát biểu, bẫy trên đảo được kích hoạt, xảy ra vụ nổ, cánh tay của Tô Duy đã bị mất như vậy đấy. Nhưng lúc trước hai đứa đã nói với mẹ như thế nào? Lệ Uyển tức giận, Tô Yên, Tiểu Duy là em trai của con cũng giấu giếm chuyện này theo, suýt chút nữa đã khiến Tiểu Duy mất mạng. Con có thể hận Lệ Quốc Minh, nhưng không thể trút giận lên đầu Tiểu Duy. Con lừa Tiểu Duy đi ra ngoài, rồi hủy đi cánh tay của thằng bé, nó mới có 20 tuổi, hai đứa đã hủy hoại cả cuộc đời của nó rồi. Tô Yên giải thích mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, mọi chuyện là... Chị bị Lục Cận Phong lừa gạt rồi, anh ta chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, lúc đó em bị một đám người bắt đi, người của Lục Cận Phong rõ ràng đã giải quyết hết bọn chúng rồi, nhưng bọn họ cũng không đưa em về mà bỏ mặc em ở lại trên biển, chính em đã tận mắt thấy tai nghe một người trong nhóm đó nói cái bẫy cuối cùng trên đảo đã được kích hoạt, Lục Cận Phong làm như vậy mục đích chính là muốn giết chết em và có thể phủi bỏ sạch trách nhiệm mà thôi. Lúc bị nổ, em đã gắng sức nhảy xuống biển mới giữ được cái mạng này. Quay về và vạch trần bộ mặt thật của Lục Cận Phong. Tô Duy tức giận hung hăng chỉ vào Lục Cận Phong, chị, đừng bị anh ta lừa gạt, cánh tay của em là do anh ta hại đấy. Chương 433, đảo ngược Tô Yên tin Tô Duy. Sự hận thù trong mắt Tô Duy mạnh mẽ đến mức khiến trái tim người ta phải run rẩy. Tô Duy đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức Tô Yên hoàn toàn không hề nhận ra. Đảo ngược trắng đen, quật ngược lại cô một đòn. Đây là người em trai mà cô vẫn luôn yêu quý đó sao? Ngôn tình hay. Hai mắt Tô Duy đỏ bừng, cậu ta vẫn tiếp tục nói, Lục Cận Phong, anh không ngờ tới đúng không? Tôi không chết, tôi còn sống quay về, anh một lòng muốn tôi chết, tôi mạng lớn nên đã trở về vạch trần bộ mặt thật của anh trước mặt mọi người. Anh ích kỷ hẹp hòi, Lệ Quốc Minh trước kia chống đối anh tống ông ấy vào ngục còn chưa đủ, ngay cả tôi anh cũng muốn hại, chị à, chị mau tới đây đi, cẩn thận anh ta làm hại chị đấy. Nói xong chưa hả, vẻ mặt Tô Yên lạnh lùng, thất vọng nhìn chằm chằm Tô Duy, tại sao em lại biến thành bộ dạng này? Lục Cận Phong anh ấy hoàn toàn sẽ không làm hại em đâu. Nếu anh ấy muốn mạng của em thật sự không có cơ hội đứng ở đây à? Chị, em đã mất một cánh tay rồi, chị nghĩ rằng em sẽ vụ oan giá họa cho anh ta sao? Tô Duy kích động nói, em là em trai của chị tin anh ta, không tin em là người em yêu quý nhất của chị. Em chỉ mới có 20 tuổi, lúc trước anh ta đánh gãy chân của Chu Kiệt, làm sao không thể hủy luôn cả tay của em được, anh ta là một người điên. Em mới là người điên rồi đấy, Hắc Ưng. Tô Yên tức giận vô cùng, trực tiếp gọi cái tên đó ra. Tô Đình Nghiêm có thể xa lạ với cái tên Hắc Ưng này, nhưng Lệ Uyển và Tần Chấn Lâm thì không. Bọn họ chỉ là không quan tâm đến những chuyện trong giới, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự hoàn toàn không tiếp xúc với thông tin trong giới. Thiên Lang được Hắc Ưng hợp nhất và đổi tên thành Vương Bài, cả hai đều biết điều đó, Thương Quan Ân cũng biết. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, không dám tin.
Tần Chấn Lâm hỏi, con gái, con vừa nói cái gì vậy, Hắc Ưng? Tô Duy chính là Hắc Ưng. Lệ Uyển cũng không thể tin được, Tiểu Yên, chuyện này làm sao có thể? Tô Yên nhìn chằm chằm Tô Duy, giọng điệu lạnh lùng, có phải hay không, vậy thì phải hỏi bản thân em ấy mới được. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của mọi người, Tô Duy kiên quyết phủ nhận, làm sao có thể, làm sao em có thể là Hắc Ưng được, chị không bình thường à, em còn chưa từng nhìn thấy Hắc Ưng, làm sao có thể là anh ta được, chị không thể bị Lục Cận Phong tiếp tục lừa dối nữa, chị, Lục Cận Phong sẽ không buông tha cho em đâu, cũng không buông tha cho chị hai, nói không chừng người tiếp theo gặp nạn sẽ là chị hai đấy. Tô Duy quả thật đã nói đúng, Lâu Doanh đã gặp rắc rối rồi. Tô Yên và Lục Cận Phong đưa mắt nhìn nhau, xem ra Lâu Doanh xảy ra chuyện thật sự không liên quan gì đến Tô Duy. Cô định nói gì đó thì Lục Cận Phong thầm lắc đầu với cô. Lục Cận Phong đi tới, bày tỏ rõ thái độ của mình, cánh tay của cậu quả thật là đã bị mất ở trên đảo của anh, nhưng không phải do anh sai người gây ra, bất kể mọi người có tin hay không, đây là lời giải thích của anh muốn động đến cậu, cũng sẽ đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy, hơn nữa, cậu đừng quên, cái mạng này của cậu, là do anh sai người cứu về. Năm đó khi Lục Cận Phong là người tìm bác sĩ cho Tô Duy, rồi tìm được cả trái tim thích hợp với cậu ta, Lệ Uyển và những người khác không hề biết về chuyện này. Tô Duy tức giận nói, lúc đó anh cứu tôi chỉ là vì muốn lấy lòng chị tôi. Lúc đó anh không biết tôi là con trai của Lệ Quốc Minh. Khi Lệ Quốc Minh thả Tần Nhã Hân ra, cũng có thể coi là đồng phạm đã gián tiếp hại chết mẹ của anh. Anh hận Lệ Quốc Minh, vì vậy anh cũng hận tôi, cũng muốn giết tôi chết, cho dù anh có nói cái gì, tôi cũng đều không tin. Tôi chỉ biết là anh là người đã hại tôi mất đi cánh tay trái mà thôi. Mỗi người một lý, dù thế nào đi chăng nữa, việc Tô Duy bị mất cánh tay là sự thật, xảy ra tai nạn ngay trên địa bàn của Lục Cận Phong cũng là sự thật, một sự thật không thể nào ngụy biện được. Lệ Uyển vẫn tin Tô Duy nhiều hơn. Lệ Uyển đứng trước mặt Tô Duy, có gì ở đây, đừng có ai mà mơ đến chuyện động được vào một sợi tóc của Tiểu Duy. Tần Chấn Lâm cũng nói, với thân hình nhỏ bé của Tô Duy, nếu như có thể hòa nhập thiên lang, tên của cha sẽ viết ngược lại, con thật sự cho rằng ở trong giới dễ sống như vậy sao? Tô Đức An nghe hiểu được một nửa nói, thằng bé Tiểu Duy này, ngày thường chỉ chơi đua xe thôi thì còn được, làm sao có thể có tiền đồ như vậy được? Tô Yên biết sẽ không có ai tin cả, vừa rồi cô cũng rất lỗ mạng, không nên nói rõ hết mọi chuyện như vậy. Một bên là Lâu Doanh không rõ tung tích, một bên là người chồng bị hiểu lầm, Tô Yên cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục giải thích nữa. Cô bước tới nắm lấy cánh tay còn lại của Tô Duy, đi thôi, vào phòng nói chuyện với chị. Lệ Uyển và Lục Cận Phong đều muốn đi theo, Tô Yên nói, mọi người đừng đi theo. Tô Yên kéo Tô Duy lên lầu vào phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có hai người, Tô Yên và Tô Duy. Ánh mắt Tô Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Duy, rốt cuộc là em muốn làm cái gì? Chị, sao chị lại chất vấn ngược lại em? Chị nhìn cánh tay trái của em đi. Em đã bị mất cánh tay trái, em đã trở thành một người tàn phế rồi. Em đã đích thân nghe thấy đàn em của Lục Cận Phong nói muốn giết chết em. Tâm trạng của Tô Duy cũng đang rất kích động, cậu ta chỉ mong sao có thể lấy dao chém Lục Cận Phong, sao hả, chẳng lẽ chị nghĩ em tự chặt đứt một cánh tay của mình để vu oan anh ta Lục Cận Phong sao? Tô Yên nhìn cánh tay trái trống rỗng của Tô Duy, trong lòng cũng có cảm giác như bị thứ gì đó đâm vào. Một bên là người thân, một bên là người yêu. Tô Yên cảm thấy trong đầu có hai âm thanh đang đánh nhau, tranh cãi, quanh quẩn. Đúng vậy, ai lại đi tự chặt một cánh tay của mình để đổ lỗi cho người khác? Như vậy phải độc ác với bản thân mình đến mức độ nào? Bạn có bao nhiêu hận thù để người khác làm điều đó? Tô Yên bước tới nắm lấy tay ống tay áo trái trống rỗng của Tô Duy, 20 tuổi là độ tuổi bắt đầu của cuộc đời, nhưng Tô Duy khỏe mạnh đã trở thành một người tàn tật. Tô Yên ươn ướt hai mắt, trên mặt Tô Duy cũng có nước mắt. Cậu ta bướng bỉnh lau nước mắt trên mặt, giọng nói rất thống khổ, chị à, em mất đi cánh tay trái rồi. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại như một nhát búa nặng bổ thẳng vào tim Tô Yên. Những giọt nước mắt trên gương mặt của Tô Duy càng là vũ khí sắc bén, Tô Yên ngay lập tức cảm thấy cực kỳ áy náy và đau đớn vô hạn. Tô Duy nói, chị, em không biết Lục Cận Phong đã cho chị uống canh mê hồn gì vào người mà lại khiến chị tưởng em là Hắc Ưng. Mối thù đứt tay thề không đội trời chung. Ở đâu có Lục Cận Phong, ở đó sẽ không có Tô Duy này. Tiểu Duy, em bình tĩnh lại trước đã. Tô Yên ôm lấy Tô Duy, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua nơi đáy mắt mà Tô Duy không thể nhìn thấy được.
Sự an ủi của Tô Yên từ từ khiến tâm trạng Tô Duy bình ổn lại, cô bảo cậu ta ngồi xuống, rót cho cậu ta một cốc nước, Tiểu Duy, uống chút nước trước đi, vừa rồi là chị đã nói những lời có hơi quá khích, em đừng trách chị, lúc đó ở trên đảo xảy ra chuyện, người của Vương Bài đã mò lên đảo, em bị người ta bắt đi mất, anh rể nói với chị có thể em đã bị người của Vương Bài bắt đi rồi, sau khi giải quyết những người trên đảo xong, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy em, bọn chị cũng không dám nói thật với trưởng bối. Nên đã nói dối rằng em đang đi du lịch, nhưng thực tế, tụi chị vẫn luôn bí mật cử người đi tìm em. Lời nói của Tô Yên nửa thật nửa giả. Tô Duy cúi đầu nói chị, em cũng không có nói dối chị, những người của Vương Bài là do em dụ đến đảo, em đã lén trộm bản đồ của hòn đảo, nhưng là do những người đó ép em, uy hiếp em buộc phải làm như vậy, em nghĩ Lục Cận Phong lợi hại như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không sao, nhưng em không ngờ anh ta lại muốn mạng của em. Tô Duy thừa nhận đã đánh cắp bản đồ, điều này khiến Tô Yên rất ngạc nhiên. Cô nhất thời không thể hiểu được Tô Duy. Tô Duy lại nói thêm, bọn họ đã cưỡng ép tiêm cho em một loại thuốc. Nghe vậy, mặt Tô Yên chợt biến sắc. Vậy em bây giờ? Em không sao, Tô Duy nói, lần này trong cái rủi có cái may, em bị mất cánh tay, nhưng bọn họ nghĩ rằng em đã chết nên cũng không tìm em nữa. Chị ơi, em biết tình cảm giữa chị với Lục Cận Phong rất sâu sắc. Anh ta có nói gì chị cũng đều sẽ tin. Em cũng không mong chị tin em, nhưng mối thù mất một cánh tay này, em sẽ không thể bỏ qua như vậy được. Chương 434, nhân cách phân liệt vợ chồng đồng tâm. Tô Duy đã tiêm thuốc dự phòng trước với Tô Yên. Sẽ không bỏ qua cho Lục Cận Phong. Được rồi, chị hiểu rồi. Tô Yên thầm hít sâu một hơi nói, em nên ở trong phòng nghỉ ngơi một lát trước đi. Chuyện này, dù đúng hay sai, sẽ có ngày chân tướng bại lộ. Đến lúc đó chị chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em. Nói xong, Tô Yên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Chị, Tô Duy gọi cô lại và nói, em không phải Hắc Ưng, em là em trai của chị, Tô Duy. Tô Yên quay lại, cô nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tô Duy, cô như gặp lại chàng trai trong sạch và ấm áp năm nào. Trong một khoảnh khắc, cô dường như không thể nào phân biệt được rốt cuộc Tô Duy có phải là Hắc Ưng hay không. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Một lát nữa chị sẽ quay trở lại. Tô Yên đóng cửa đi ra ngoài, Lục Cận Phong cùng những người khác đang đợi ở đại sảnh dưới lầu. Nhìn thấy Tô Yên đi xuống, Lục Cận Phong lo lắng gọi một tiếng, Yên Yên. Lệ Huyền cũng hỏi, Tiểu Duy thế nào? Em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, tâm trạng cũng đã ổn định lại. Mẹ, mọi người đừng đến làm phiền Tiểu Duy. Một lát con sẽ quay lại. Nói xong, Tô Yên kéo Lục Cận Phong ra ngoài, hai người trở lại xe. Lục Cận Phong hỏi, em có chuyện muốn nói à? Ừ, Tô Yên cau mày, rất băn khoăn nói, Tiểu Duy cực kỳ hận anh, tạm thời anh đừng xuất hiện, tôi sẽ ở lại xem rốt cuộc là Tiểu Duy muốn làm gì, em nghi ngờ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, có rất nhiều sơ hở, tại sao Tiểu Duy lại muốn quay lại để nói những lời dối trá này? Ban nãy nó mới vừa thừa nhận với em rằng chính nó đã lấy trộm bản đồ. Tô Yên chắc chắn là tin tưởng Lục Cận Phong thật sự không hề thật sự muốn làm tổn thương Tô Duy. Hiện tại hành vi của Tô Duy rất kỳ quái, điều này khiến Tô Yên có chút không thể hiểu nổi. Lục Cận Phong một tay cầm vô lăng, ngón trỏ bình thản gõ vào vô lăng, trầm ngâm suy nghĩ, chuyện hôm nay thật sự rất kỳ lạ, Lâu Doanh xảy ra chuyện, Tô Duy lại chạy về, trong những chuyện này có liên quan gì đến nhau hả? Tô Yên cũng cảm thấy rất đau đầu, cô dựa vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn Lục Cận Phong, chồng à, em vốn tưởng rằng mình có thể sống cuộc sống bình yên, nhưng gần đây càng ngày càng phát sinh nhiều chuyện phiền não. Hai, luôn có những kẻ xấu muốn làm hại chúng ta. Khóe miệng Lục Cận Phong hơi nhếch lên, xoa xoa tóc của Tô Yên, nói, lấy bất biến ứng vạn biến, hay là chúng ta lại cãi nhau một trận. Ý của anh là gì? Tô Yên trong giây lát chợt hiểu ra, nói, em sợ cách này không hiệu quả, Tiểu Duy rất thông minh, em chỉ cảm thấy thằng bé một lúc thì trở nên u ám, thay đổi đến mức em không nhận ra nó nữa, một lúc thì lại dường như vẫn là Tiểu Duy bé nhỏ đó của em, làm cho em không biết đâu mà lần. Tô Yên gõ gõ đầu của mình, bĩu môi thở dài, có chút bực bội, em chỉ cảm thấy. Cảm giác như mình đang phải đối mặt với hai Tiểu Duy, một người nội tâm đang ở trong bóng tối, một người đang ở ngoài ánh sáng, khiến cho em như muốn bị nhân cách phân liệt luôn rồi. Lời nói của Tô Yên khiến Lục Cận Phong lóe lên, Yên Yên, ban nãy em vừa nói cái gì? Tô Yên ngẩn ra, em đã nói cái gì? Hai Tiểu Duy, Yên Yên, có lẽ chuyện này không phải là không có thể. Hai người đưa mắt nhìn nhau,
Tô Yên lập tức hiểu được ý của Lục Cận Phong, kinh ngạc nói, ý của anh là, Tiểu Duy bị nhân cách phân liệt. Đây là lời giải thích tốt nhất, nhưng anh tạm thời không thể đưa ra kết luận hoàn chỉnh. Phải để Sa Thành Nghị xem qua đã rồi mới có thể đưa ra kết luận được. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tung tích của Lâu Doanh. Tô Yên nói, mà này, chồng à, anh nên phái người theo dõi Hứa Nguyên. Tốt hơn hết hãy để Hạ Vũ đi, giữ bí mật, và đừng để bất cứ ai phát hiện ra. Sao em lại đột nhiên nhớ đến việc theo dõi Hứa Nguyên? Em chỉ cảm thấy rất bất an, chồng à, gần đây, em có một cảm giác như bị mắc kẹt bởi một tấm lưới đó đang thu lại từng chút một, cảm giác kẻ thù ở trong bóng tối còn em thì ở ngoài ánh sáng, nó khiến người ta vô cùng khó chịu, Chu An có thể theo dõi Hứa Nguyên, chắc chắn là có nguyên do gì đó. Lục Cận Phong rất yên lòng, yên yên của anh càng ngày càng có ý thức trước nguy hiểm rồi. Đừng lo lắng, anh đã bảo Hạ Vũ theo dõi từ lâu rồi. Hứa Nguyên đang ở bệnh viện, tạm thời cũng không có phát hiện gì khác. Quả nhiên là chồng của em, Tô Yên lấy lại tinh thần, nói, phân nhau ra hành động đi, em sẽ ở lại nhà họ Tô, còn chuyện của Lâu Doanh thì phải dựa vào anh rồi, chồng à. Chương 435, chồng của con chỉ có con mới có thể bắt nạt. Tô Yên xuống xe, cô ở lại nhà họ Tô, quan sát Tô Duy, Lục Cận Phong lái xe trở về. Sau khi Lục Cận Phong rời đi, Lệ Uyển gọi Tô Yên vào phòng. Nói cho mẹ biết xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Tô Yên nhìn Lệ Uyển không trả lời mà hỏi ngược lại, mẹ, mẹ cho rằng con sẽ hại Tiểu Duy, Lục Cận Phong sẽ hại Tiểu Duy sao? Lệ Uyển tâm trạng ổn định lại, không còn kích động như ban nãy nữa mà trầm tư hơn một chút. Con và con rể quả thực không phải là người như vậy. Đây là đánh giá đúng trọng tâm nhất của Lệ Uyển. Nhưng việc Tô Duy bị gãy tay cũng đã gây cho bà ấy một đả kích lớn. Tiểu Yên à, Tiểu Duy chỉ mới có 20 tuổi thôi. Dì Hải Vân của con trước khi qua đời đã gửi nó lại cho mẹ. Bây giờ thằng bé đã mất một cánh tay. Con bảo mẹ làm sao phải giải thích với dì Hải Vân của con như thế nào đây? Đang yên đang lành, Tiểu Duy đi theo con ra ngoài chơi một chuyến, làm thế nào mà nó đã trở nên như thế này? Mẹ, con cũng rất khó chấp nhận việc Tiểu Duy bị đứt mất một cánh tay và con biết mẹ cũng khó chấp nhận điều đó. Nhưng nếu con nói đó là do chính Tiểu Duy gây ra, e rằng mẹ sẽ càng khó tin hơn. Vẻ mặt Lệ Uyển hơi thay đổi, làm sao có thể, đang yêu ổn, không có việc gì làm nên nó chặt đứt cánh tay của mình à. Điều đó có gì là không thể. Tần Chấn Lâm đẩy cửa bước vào, nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Lệ Quốc Minh độc ác tàn nhẫn. Tiểu Duy là con trai của ông ta, nói không chừng đã di truyền theo ông ta. Lệ Uyển trừng mắt nhìn Tần Chấn Lâm. Ông đến làm loạn cái gì đấy, vừa rồi không phải ông còn đứng về phía Tiểu Duy, tin Tiểu Duy sao? Ban nãy tôi chỉ muốn gây rối cho Lục Cận Phong mà thôi. Tôi nói tôi tin tưởng Tô Duy khi nào chứ? Tần Chấn Lâm lạnh lùng hứ một tiếng, hai đứa con gái của tôi vì Lục Cận Phong mà chết, tôi bực tức một chút không được sao? Kể từ sau khi Tần Nhã Hân xảy ra chuyện, Tần Chấn Lâm vẫn luôn đối xử với Lục Cận Phong rất kỳ lạ, nếu không có Tô Yên làm cầu nối. Có lẽ Tần Chấn Lâm đã chống lại Lục Cận Phong để trả thù rồi. Lệ Uyển có chút tức giận, Tiểu Yên vẫn ở đây, ông nói chuyện chú ý một chút. Cho dù là con gái đang ở đây, tôi cũng vẫn sẽ nói như vậy, Tô Duy đó vừa nhìn đã biết là một người tàn nhẫn, phụ nữ như bà vẫn luôn rất mềm mỏng, không hiểu được đàn ông, người đàn ông muốn làm nên việc lớn thì chặt một cánh tay của mình đã là gì chứ? Mạng của mình còn dám lấy ra cược, huống hồ chi chỉ là một cánh tay. Nhớ lại năm đó khi tôi thành lập địa sát, tôi. Tần Chấn Lâm lại kể về lịch sử khổ cực nổi tiếng của ông ta. Tô Yên không ngắt lời Tần Chấn Lâm, khi Tần Chấn Lâm nói xong, cô mới hỏi, đồng chí Tần, ông nghĩ sao về việc Tiểu Duy là hắc ưng? Tần Chấn Lâm buột miệng, cha nghĩ thế nào à? Tôi sẽ ngồi xem. Tô Yên. Lệ Uyển. Lệ Uyển vỗ mạnh vào lưng Tần Chấn Lâm, nghiêm túc một chút cho tôi. Tần Chấn Lâm sờ lên cái lưng bị đánh, lẩm bẩm nói, ra tay thật là nặng mà, tôi đã từng tuổi này rồi mà bà cũng không biết nặng nhẹ gì cả. Lệ Uyển liếc ông ta một cái, tôi thấy ông lại ngứa xương nữa rồi. Lại uy hiếp tôi, lại uy hiếp tôi. Tần Chấn Lâm nhảy dựng lên, tôi không nghiêm túc chỗ nào, tôi không thành thật chỗ nào. Tôi đã già rồi, bọn nó còn trẻ thì bà cứ việc giày vò tụi nó. Tôi là một người cô độc. Ngoại trừ việc ngồi xem kịch hay ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa. Những lời này của Tần Chấn Lâm cũng không hề sao.
Dù sao khi kể từ khi ông ta không còn quản lý địa sát, chị em Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan lần lượt xảy ra chuyện, Tần Chấn Lâm đã hoàn toàn buông bỏ bản thân mình rồi. Lệ Uyển tức giận lại giơ tay muốn đánh người nữa, Tần Chấn Lâm vội vàng núp sau lưng Tô Yên, con gái, bảo vệ cha đi. Tô Yên cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, hai người cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, không thể đổi cách ở chung với nhau theo hướng nghệ thuật hơn được à. Tần Chấn Lâm ló đầu ra và nói, mẹ của con đang trong thời kỳ mãn kinh. Gần đây hống hách vô cùng. Bây giờ bà ấy lại còn đang bảo vệ cái đứa vong ơn bội nghĩa đó. Cha thấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tần Chấn Lâm có thành kiến rất lớn với Tô Duy. Cặp song sinh mà Lệ Uyển mang thai năm đó đã bị Lệ Quốc Minh giết chết. Tất nhiên trong lòng Tần Chấn Lâm có oán hận, không ai là thánh nhân. Sự oán hận này được chuyển sang cho Tô Duy cũng là điều hợp lý. Tần Chấn Lâm, Lệ Uyển cũng tức giận đến mức đau cả đầu. Mẹ đi ra ngoài trước đi, con sẽ nói chuyện với đồng chí Tần. Lệ Uyển không muốn nhìn thấy Tần Chấn Lâm thêm một giây nào nữa, vì vậy bà ta đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài. Tần Chấn Lâm ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình và liếc nhìn cánh cửa, sau đó mới ngồi trở lại ghế sofa. Cha, nói cho con biết đi, con nên làm thế nào thì cha mới thoải mái được. Tô Yên vừa mở miệng đã gọi cha, khiến cho Tần Chấn Lâm sững sờ. Đây là lần đầu tiên Tô Yên gọi ông ta như vậy, Tần Chấn Lâm nhìn Tô Yên với vẻ mặt không thể tin nổi, cong tay chỉ vào chính mình, con đang. Gọi cha à? Ở đây chỉ có hai chúng ta, không gọi cha thì gọi ai? Con đã gọi cha là cha rồi, con đã gọi cha là cha rồi. Nước mắt kích động của Tần Chấn Lâm trào ra khỏi đôi mắt, chóp mũi cay cay, hai tay có chút mất tự nhiên xoa đùi, Tiểu Yên, con gọi là lần nữa cha nghe. Tô Yên lại gọi cha. Ơi, Tần Chấn Lâm đã nhanh chóng phản ứng lạ, cha ở đây, đang nghe này, cha đã mong chờ ngày hôm nay, đã mong chờ rất lâu rồi, cuối cùng nó cũng đã đến. Trên đôi mắt già nua của Tần Chấn Lâm Thiên đã rơm rớm nước mắt, vì sợ mất mặt, ông ta quay sang bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt. Tô Yên nhìn thấy phản ứng của Tần Chấn Lâm mạnh mẽ như vậy nên trong lòng cảm thấy chua xót. Tần Chấn Lâm đã ổn định cảm xúc lại rồi nói, Tiểu Yên, con nghe cha nói một câu, Tô Duy này không phải là người dễ đối phó. Cha nhìn người rất chính xác. Nếu cậu ta nói cậu ta là Hắc Ưng, cha sẽ tin, con người của Lệ Quốc Minh nham hiểm vô cùng, sau khi bị bắt đưa vào tù cho đến bị xử bắn, ông ta cũng không hề dãy giụa, điều này rất không bình thường, thỏ khôn sẽ tính nhiều đường, con đường của Lệ Quốc Minh, nói không chừng chính là Tô Duy. Lúc nãy khi Lục Cận Phong ở đó, Tần Chấn Lâm đã lớn tiếng phản bác Tô Duy là Hắc Ưng. Lục Cận Phong vừa đi, Tần Chấn Lâm cũng không còn thành kiến nữa mà phân tính vô cùng lý trí. Tô Yên cân nhắc rồi nói, trước đây con đã từng tới Vương Bài rồi, đại ca của Vương Bài, Hắc Ưng, cánh tay trái cũng cậu ta cũng có vấn đề. Lúc đó con đã kết luận Hắc Ưng chính là Tiểu Duy rồi, nhưng bây giờ Tiểu Duy quay trở lại. Con nhất thời không thể hiểu được thằng bé có ý định gì nữa. Có ý định gì à? Nó đến là vì Lục Cận Phong. Tần Chấn Lâm chế nhạo, ám dạ phát triển nhanh chóng, cũng không có ai bằng lòng sống dưới quyền của người khác. Chưa kể, Lệ Quốc Minh là do Lục Cận Phong đưa vào trong tù. Tô Yên cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Chấn Lâm, xem ra cha không hề hồ đồ. Ai hồ đồ chứ, cha không hề hồ đồ. Bọn trẻ các con vẫn còn quá non nớt. Cái âm mưu này giống như là đang chơi trò chơi con nít vậy. Đàn ông thật sự không thèm làm những cái trò như vậy đâu. Con cảm thấy cũng rất có lý. Vậy chuyện của Tiểu Duy giao cho cha chịu trách nhiệm ép nó lộ ra bộ mặt thật của mình. Tô Yên vỗ vai Tần Chấn Lâm nói, chứng minh cho mẹ con thấy, hai người ai đúng ai sai. Tần Chấn Lâm liếc Tô Yên một cái, tại sao cha lại có cảm giác mình bị con gái gài rồi vậy? Tô Yên cười, nhất định là cha bị ảo giác rồi. Tần Chấn Lâm mỉm cười, cho dù biết con gái đang gài mình vào chồng, ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Yên, con có bao giờ hoài nghi rằng Lục Cận Phong muốn hại Tô Duy không? Cha, anh ấy là con rể của cha, cũng là một nửa con trai. Cha biết tính khí của Lục Cận Phong hơn con mà. Trước đây hai người cũng đã tiếp xúc với nhau rồi. Anh ấy có thể kìm nén tính khí của mình, nhẫn nhịn sự sỉ nhục của mọi người hết lần này đến lần khác tất cả đều là mọi người là người thân của con. Tô Yên hít sâu một hơi nói, cha đừng quên, cha của Lục Cận Phong đã chết như thế nào. Nói đến cùng thì vụ tai nạn xe đó cũng liên quan đến cha, nhưng anh ấy một chữ cũng không hề nhắc tới, cho dù cha là cha con, cha cũng không có tư cách sỉ nhục anh ấy.
Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan chết như thế nào, mẹ chồng con tại sao mà chết, cha tự mình suy nghĩ thật kỹ đi, bên nãy cha nói mình không hề hồ đồ, vậy thì đừng hồ đồ, chồng của, chỉ có một mình con mới có thể bắt nạt mà thôi. Lời nói của Tô Yên rất nặng nề, Tần Chấn Lâm như bị giáng một đòn cảnh tỉnh. Chương 436, Tô Khanh lừa gạt. Sau khi Tô Khanh nói những lời đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi với Lục Cận Phong, một. Lục Cận Phong đã vì cô mà phải chịu đựng quá nhiều, cũng từ bỏ rất nhiều. Anh là người kiêu ngạo như vậy, một người đàn ông chỉ cần dậm chân trên đường cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Nhưng đối với cô, hết lần này đến lần khác anh đều nhượng bộ và chiều theo gia đình của cô. Cho dù là thái độ khó chịu của Tần Chấn Lâm hay là sự nghi ngờ của Lệ Uyển, Lục Cận Phong đều chịu đựng hết thảy. Ngay cả sự tức giận và hận thù của Tô Duy, Lục Cận Phong cũng đều chịu đựng mà không làm gì cả. Nếu như là người khác kêu gào trước mặt Lục Cận Phong thì bọn họ đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Trần Tố Anh bị Tần Nhã Hân hại, cha của Lục Cận Phong cũng gián tiếp chết dưới tay của Tần Chấn Lâm. Có mối thù đẫm máu như vậy, nếu Tô Khanh không dính vào, làm sao Tần Chấn Lâm có thể có cuộc sống thoải mái bây giờ? Tần Chấn Lâm giống như quả bóng xì hơi, thở dài nói, Tiểu Khanh, con thật có mắt nhìn người, người con rể này, con không nhìn lầm. Tô Khanh không nói gì, mở cửa đi ra khỏi phòng. Sự trở lại của Tô Duy khiến cả Tô gia chìm trong im lặng. Tô Đình Nghiêm cắt một ít trái cây, đưa vào phòng, Tiểu Duy, đây là hoa quả tươi hôm nay tao mới mua, mày ăn chút đi. Tô Duy ngồi ở mép giường, híp mắt, giọng điệu ủ rũ nói, tránh ra. Tô Đình Nghiêm sững sờ nói, Tiểu Duy, tôi bảo ông tránh ra, ông không nghe thấy sao. Tô Duy quay lại, đôi mắt đầy vẻ khát máu và lạnh lùng. Tim Tô Đình Nghiêm như bị tắc nghẽn, Tô Duy lúc này thật kinh khủng. Chấm chấm chấm, ồ, được rồi, tao sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ. Tô Đình Nghiêm không dám thở mạnh, đặt bát hoa quả xuống, sau khi đóng cửa lại thì vội vàng đi ra ngoài. Ông ta vỗ ngực lẩm bẩm nói, sao lại trở nên đáng sợ như vậy, ôi! Sao lại đáng sợ? Thượng Quan Ân bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Đình Nghiêm. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Tô Đình Nghiêm giật mình, nói, anh Thượng Quan, anh đi phải phát ra tiếng động chứ. Tôi đứng ở đây một lúc rồi, nhưng chính ông cũng không để ý. Thượng Quan Ân hỏi, cái ông vừa nói, có ý gì vậy? Tô Đình Nghiêm chỉ vào cửa nói, Tiểu Duy, đã thay đổi rồi, ánh mắt cậu ta vừa rồi như muốn ăn thịt người, khiến tôi sợ chết khiếp. Thượng Quan Ân trầm tư suy nghĩ rồi nói, mở cửa ra đi, tôi vào xem. Anh đi à? Tô Đình Nghiêm nói, có thể Tiểu Duy không có cánh tay nên đang có tâm trạng không tốt. Anh đừng nên vào thì hơn. Tôi chỉ định xem cánh tay của cậu ta thôi. Thượng Quan Ân là một bác sĩ. Tô Đình Nghiêm vỗ trán, suýt nữa thì quên, vâng, anh là bác sĩ, anh đi xem cánh tay của Tiểu Duy xem nó bị thương nặng như thế nào, xem có cách nào cứu nó không. Đang nói chuyện, Tô Khanh cũng vừa lúc đi tới. Cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Nói, làm phiền chú Thượng Quan rồi. Không có gì, tiện tay mà thôi. Tô Khanh đẩy cửa ra, Tiểu Duy, chị để chú Thượng Quan đến xem vết thương cho em. Thượng Quan Ân và Tô Đình Nghiêm đi theo, lần này Tô Duy ôn hòa hơn, ánh mắt cũng không đáng sợ như trước, ngoan ngoãn gật đầu, được rồi, cảm ơn chú Thượng Quan. Tô Đình Nghiêm tự hỏi, sự khác biệt giữa lúc trước và sau quá lớn rồi, giống như một con sói bỗng nhiên trở thành một con cừu nhỏ vậy. Thượng Quan Ân bước tới và tháo băng trên cánh tay Tô Duy, để lộ vết thương ra. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, miệng vết thương màu đỏ tươi, hung dữ lại hơi buồn nôn. Tô Đình Nghiêm không thể kìm lại được, nôn khan một lúc. Trái tim Tô Khanh cũng nhói lên một chút, cánh tay này là bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn. Thượng Quan Ân tương đối bình tĩnh, ông ấy từng thấy những vết thương còn kinh tởm hơn thế này. Thượng Quan Ân nhìn kỹ rồi nói, vết thương đã bị hở ra nhiều lần. Bây giờ phải chăm sóc vết thương thật tốt. Khi nó lành hẳn, có thể đeo tay giả vào xem sao. Tô Duy nhìn cánh tay bị gãy của mình và không nói gì, ánh mắt cậu ta tối lại. Sau khi kiểm tra, Tô Khanh kéo Thượng Quan Ân sang một bên và nói, chú Thượng Quan, chú có thể nhìn thấy gì từ vết thương không? Thượng Quan Ân đương nhiên hiểu ý của Tô Khanh, nói, vết thương đã được chữa trị kịp thời, khâu lại cũng được thực hiện tốt. Các loại thuốc đều là thuốc chất lượng cao được nhập khẩu. Thượng Quan Ân chỉ có thể cung cấp những thông tin như vậy, phần còn lại vẫn cần Tô Khanh tự điều tra. Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Thượng Quan.
nếu đúng như lời Tô Duy nói thì không thể xử lý vết thương kịp thời. Tô Duy đã nói dối. Cậu ta là Hắc Ưng. Tô Khanh nhớ tới lời Lục Cận Phong nói trước đây, liền hỏi, chú thượng quan, chú có biết cách đánh giá một người bị tâm thần phân liệt hay không? Tức là có một nhân cách khác sống trong cơ thể. Ý cháu là sao? Thượng quan Ân sửng sốt, ông ấy cũng biết Tô Khanh có ý gì, thở phào nhẹ nhõm nói, nếu thật sự là như lời cháu nói, thì chỉ khi một người gặp nguy hiểm, hoặc có sự việc hoặc hoàn cảnh nhất định, mới có thể ép buộc một nhân cách khác lộ ra ngoài được. Những việc cụ thể, môi trường. Tô Khanh lẩm bẩm lại những lời này, cháu hiểu rồi. Tiểu Khanh, chú không khuyên cháu làm như vậy, nó phản tác dụng. Thượng quan Ân nói, mà cháu cũng không biết đó có phải là sự thật không, sau khi một nhân cách khác bị ép ra ngoài cũng không rõ có nguy hiểm hay không. Chú thượng quan, cháu có giới hạn của mình. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Lâu Doanh. Rất có thể nó liên quan đến Tiểu Duy. Lúc đầu, cháu nghĩ rằng Tiểu Duy sẽ không làm tổn thương Lâu Doanh. Bây giờ, cháu không dám nghĩ như vậy nữa. Cháu phải đi tìm Lâu Doanh càng sớm càng tốt. Lâu Doanh đã xảy ra chuyện được vài giờ. Vạn nhất tìm kiếm đến phát điên rồi, Bạch Phi Minh cũng không có manh mối. Tô Khanh rất lo lắng. Màn đêm buông xuống. Thời tiết thay đổi đột ngột, có gió giật mạnh, một lúc sau trời đổ mưa to. Một tiếng sấm trên bầu trời, như thể đập xuống mặt đất thành một cái lỗ thủng. Tô Duy thức dậy sau giấc ngủ của mình, cửa sổ không đóng, mưa tạt vào, gió mạnh làm chiếc rèm cửa tung bay. Tô Duy đi đóng cửa sổ, đang định đi nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn. Đã 12 giờ đêm. Tô Duy mở cửa, theo tiếng động bước đến phòng chiếu phim. Sét đánh xuống, phòng chiếu phim lập lòe mờ ảo, rất kỳ quái, làm người ta lạnh cả gáy. Một bóng người xuất hiện trên tấm màn trắng khổng lồ. Đó là bóng hình một người đàn ông, có thân hình rất giống Lệ Quốc Minh. Giọng của Lệ Quốc Minh phát ra sau bức màn. Tôi, Lệ Quốc Minh, sẽ không nhận thua. Nếu các người muốn làm tổn thương tôi sẽ không để các người thành công đâu. Sau đó, một bóng người khác xuất hiện trên màn hình, là bóng của một người phụ nữ. Giọng nói của Lệ Uyển phát ra từ sau bức màn. Lệ Quốc Minh, mày đã giết con tao. Khiến tao với Tần Chấn Lâm chia cắt nhiều năm. Mày còn hại chết Hải Vân. Thằng khốn, mày đáng chết. Đi chết đi, loại người bại hoại như mày, còn sống trên đời để làm gì? Lời nói của Tần Chấn Lâm cũng vang lên. Trong khoảnh khắc, trên màn hình xuất hiện vài bóng người, Lệ Quốc Minh cúi rạp người trên mặt đất, bị Tần Chấn Lâm đánh tới tấp. Lệ Uyển đứng sang một bên và mắng, thật xấu hổ khi Lâu Doanh và Tiểu Duy có một người cha như mày, mày không xứng đáng là một người cha. Lệ Quốc Minh bị đánh, tức giận nói, các người đừng vội mừng rỡ, tao có một đứa con trai, tao có Tiểu Duy, nếu các người dám động vào tao, Tiểu Duy sẽ báo thù cho tao. Cha, cha, Tô Duy nhìn chằm chằm vào tấm màn, ánh mắt bắt đầu thay đổi, ánh mắt trở nên độc ác, cậu ta chỉ tay vào Tần Chấn Lâm và Lệ Uyển trên tấm màn một cách giận dữ, buông cha tôi ra, buông ra. Bằng, một tiếng súng vang lên khắp phòng chiếu phim, một màu đỏ tươi bắn tung tóe trên tấm rèm. Lệ Quốc Minh từ từ ngã xuống. Cha! Tô Duy hét lên và lao về phía tấm rèm, trong mắt đầy sát khí. Tô Khanh đang trốn trong bóng tối liếc mắt nhìn Thượng quan Ân, cưỡng chế ra rồi. Chương 437, Phát điên. Buổi biểu diễn tối nay là do Tô Khanh sắp xếp. Cô không đủ kiên nhẫn để đối phó với Tô Duy, hay đợi Sa Thành Nghị đến để chẩn đoán cho Tô Duy. Cách đơn giản và thô lỗ nhất là nắm bắt được mặt tối nhất của tâm lý cậu ta và kích thích nó ra. Tô Khanh vốn dĩ chỉ muốn thử xem sao, nhưng Tô Duy thật sự đã nói dối. Nhìn thấy Lệ Quốc Minh bị bắt nạt, trong nội tâm của Tô Duy đã bị kích thích ra một nhân cách khác. Tô Duy nhận Lệ Quốc Minh, tình cảm của cậu ta cũng không hề nông cạn, cậu ta không ghét Lệ Quốc Minh như đã nói trước đây. Trên màn hình, Tần Chấn Lâm và Lệ Uyển vẫn đang mắng chửi Lệ Quốc Minh. Tiếng mắng chửi như tiếng ma quỷ, Tô Duy tiến lên, ra tay điên cuồng với Tần Chấn Lâm bên trên màn chiếu. Trên sân khấu chỉ có một tấm hình chiếu, Tô Khanh gỡ bỏ hình chiếu đi, Tần Chấn Lâm cùng Lệ Uyển trên màn hình biến mất, chỉ còn lại có Lệ Quốc Minh nằm trên mặt đất. Su! Tô Duy quỳ trước sân khấu, thề nói cha, con sẽ không để cha chết vô ích. Những kẻ đã hại con sẽ không bao giờ buông tha cho họ. Con sẽ để tất cả được chôn cùng cha. Tô Khanh nghe được lời nói của Tô Duy thì trong lòng cô rất phức tạp, nỗi hận trong lòng Tô Duy đã quá sâu. Tiểu Khanh,
Tiểu Khanh, Thượng Quan Ân thấp giọng nhắc nhở. Tô Khanh tỉnh táo lại, nhanh chóng chiếu một phần khác. Trên bức màn, Lệ Quốc Minh nói trong hơi thở hấp hối, Tiểu Duy, con trai của cha, cha không phí công thương con rồi. Nhưng thật đáng tiếc, nếu chị gái của con chỉ cần nghe lời được một nửa như con thì tốt rồi. Lâu Doanh rất giỏi, có con bé giúp con, không ai cản được con phục hưng lại Thiên Lang. Cha, cha vẫn còn nghĩ đến kẻ phản bội đó làm gì. Cô ta không xứng là con gái của cha. Cô ta cùng một bọn với Lục Cận Phong. Nếu không có cô ta, cha sẽ không bị bắt, hay bị giết. Cha đừng lo, Lâu Doanh đã bất thân, thì đừng trách con bất nghĩa. Rất nhanh thôi, con sẽ đưa cô ta xuống cùng cha. Nghe đến đây, Tô Khanh sửng sốt, thật sự là Tô Duy đã mang Lâu Doanh đi. Tô Duy vươn tay sờ sờ Lệ Quốc Minh trên màn hình, Tô Khanh nghĩ thầm không tốt rồi, nhanh chóng tắt máy chiếu đi. Ánh sáng trong phòng chiếu phim rất mờ, Tô Duy vén rèm lên không thấy gì, cậu ta liền nhận ra mình đã bị lừa. Xét lại đánh xuống, Tô Duy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười rùng rợn. Tô Duy bỗng nhiên quay đầu bước ra ngoài, trên tay cầm một thanh gỗ. Tô Khanh và Thượng Quan Ân nhìn nhau, Tô Duy định làm gì? Ngay sau đó, Tô Khanh đã kịp phản ứng. Nguy rồi, nó muốn đi tìm mẹ cháu. Một nửa bi kịch của Lệ Quốc Minh là do nỗi ám ảnh của Lệ Quốc Minh với Lệ Uyển mà nên. Trong lòng Tô Duy chắc cũng chán ghét Lệ Uyển. Tô Khanh và Thượng Quan Uyển không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo ra ngoài. Lệ Uyển đang ngủ trong phòng, Tô Duy gõ cửa, dì Lệ, là tôi. Vào đi, Lệ Uyển nghe thấy giọng nói thì đứng lên. Lệ Uyển không biết Tô Duy đang đứng ngoài cửa lúc này trông kinh hãi đến mức nào, ngay khi cánh cửa chuẩn bị mở và Tô Duy định dùng gậy gỗ đập xuống, Tô Khanh đã dùng gậy đánh Tô Duy bất tỉnh. Lệ Uyển mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Tô Duy ngã xuống đất, Tô Khanh đang cầm một cây gậy. Lệ Uyển sững sờ, Tiểu Khanh, con làm sao vậy? Vừa rồi Tiểu Duy định tấn công mẹ, Tô Khanh đưa cây gậy cho Thượng Quan Ân, chú Thượng Quan, việc còn lại cháu sẽ giao cho chú, hẳn là cháu biết Lâu Doanh ở đâu, cháu sẽ tìm Lâu Doanh trước. Cháu cẩn thận một chút, Thượng Quan Ân dặn dò một tiếng, rồi nói với Lệ Uyển, Uyển Nhi, hãy tìm một sợi dây để trói Tô Duy trước. Lệ Uyển như đang đi trong sương mù, mịt mờ hỏi, Thượng Quan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước tiên trói Tô Duy lại. Đầu tiên, tôi sẽ giải thích cho bà sau. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiểu Duy lại ngất xỉu? Tần Chấn Lâm và Tô Đình Nghiêm nghe thấy động tĩnh thì bước ra. Tô Khanh vội vàng đến Nghĩa Trang tìm Lâu Doanh. Cô lái xe về hướng Nghĩa Trang, nhân tiện gọi cho Lục Cận Phong. Lục Cận Phong, Lâu Doanh đang ở Nghĩa Trang chôn cất Lệ Quốc Minh, em đang gấp rút tới đó. Anh cũng nhanh chóng gửi người tới đi. Tô Duy vừa rồi có nói rằng cậu ta muốn Lâu Doanh cùng xuống hạ táng với Lệ Quốc Minh. Lúc này Tô Khanh mới nghĩ đến Nghĩa Trang. Chương 438, vạn nhất bị sét đánh. Trời mưa rất lớn, tầm nhìn bị ảnh hưởng theo. Xe chạy ra khỏi khu vực thành thị chạy vào đường núi, mặt đất hơi trơn trượt, Tô Khanh không dám lái xe quá nhanh. Lâu Doanh đã bị bắt cóc hơn 10 giờ, từ trong miệng Tô Duy không biết Lâu Doanh đã xảy ra chuyện gì. Bạch Phi Minh và Vạn Nhất cũng nhận được tin tức và vội vã đến Nghĩa Trang. Khi Vạn Nhất nhận được tin báo, anh ta đang ở cách Nghĩa Trang không xa lắm, chỉ có chục cây số. Vạn Nhất lái xe thẳng đến Nghĩa Trang, khi đi được lưng chừng núi thì gặp phải công trình đang thi công, xe không vào được, anh ta bỏ xe mà chạy bộ. Nghĩa Trang rất vắng lặng, nửa đêm trời mưa to, nếu không có việc gì thì ai mà đến Nghĩa Trang. Tuy nhiên, ngay bên cạnh bia mộ của Lệ Quốc Minh, có hai người đang đào mộ. Một cái hố lớn đã được đào sẵn. Hai người đều mặc áo mưa đen, trên tay cầm xẻng, đào hết xẻng này đến xẻng khác. Có một người đang nằm trên mặt đất, đó là Lâu Doanh. Lâu Doanh hôn mê, mưa gột rửa thân thể cô ấy, toàn thân ướt sũng. Một trong hai người đàn ông hơi mập mạp nói, gần được rồi, một cái hố lớn như vậy đủ để chôn nó rồi. Một người đàn ông khác có hình xăm con rết trên cánh tay, chỉ tay vào cái hố lớn và nói, có vẻ được rồi đấy. Mau ném người vào chôn đi. Nghĩa Trang này u ám lắm, mưa to quá, tao cũng muốn thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi. Nói xong, cả hai đặt cái xẻng sang một bên rồi đi nâng Lâu Doanh lên. Người đàn ông hơi béo tiếc nuối nói, thật đáng tiếc khi một mỹ nhân xinh đẹp như thế này lại bị chôn sống. Người đàn ông xăm trổ nói, tốt nhất là mày không nên để ông chủ nghe những gì mày vừa nói. Đây vẫn là chị gái ruột của ông chủ.
ông chủ có thể để cô ta bị chôn sống tức là cô ta đã làm gì sai. Làm sao còn sống được? Tao chỉ nói thế thôi, nếu mày không nói ra, ông chủ sẽ không biết. Gã mập nói, vậy thì hãy nhanh chóng lấp đất đi. Nếu bị người canh mộ biết được sẽ rất phiền phức. Chỉ có mày làm nhảm ấy. Nhanh lên, anh ta vung cái xẻng và bắt đầu lấp đất. Một nửa cơ thể của Lâu Doanh đã bị đất bao phủ. Khi Vạn Nhất đến nơi, anh ta thấy Lâu Doanh đang nằm dưới hố chôn của hai người họ, anh ta lập tức cho rằng Lâu Doanh đã chết. Trên trời có một tia sét đánh xuống, giống như bổ xuống người anh ta vậy, cả người đơ ra mấy giây. Lâu Doanh, Vạn Nhất lao đến như điên. Khi người đàn ông hơi mập và người đàn ông xăm trổ nhìn thấy có người đến, họ giơ xẻng vung về phía Vạn Nhất. Chôn hai người bọn nó với nhau luôn. Vạn Nhất không giỏi cận chiến, nhưng ngay lúc đó, một loại sức mạnh bùng nổ khắp người, anh ta giơ nắm đấm lên đấm tới. Dám làm tổn thương người phụ nữ của ông đây sẽ đánh chết chúng mày. Lúc này, Vạn Nhất đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù là một địch hai, anh ta cũng không lùi bước. Vạn Nhất ném người đàn ông béo xuống, cưỡi lên người anh ta rồi đánh anh ta một cách điên cuồng. Người đàn ông béo giãy giụa mạnh mẽ, hất Vạn Nhất xuống đất. Người đàn ông mập mạp đấm xuống, mặt của Vạn Nhất bị đánh đến nỗi lệch đi. Thằng khốn, mày còn đóng vai anh hùng cái gì vậy? Đã tới rồi, tao sẽ chôn cất hai người bọn mày cùng nhau, đây có thể coi là thành toàn cho cả hai người chúng mày rồi. Người đàn ông mập nổi lên sát ý, hai tay giơ lên bóp cổ Vạn Nhất. Vạn Nhất thở không ra hơi, hai chân giãy giụa, hai tay cố gắng bẻ gãy đôi tay của người đàn ông hơi mập. Người đàn ông mập ra tay một mình, còn người đàn ông xăm trổ đứng đó không giúp được gì. Vạn Nhất trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng, trên trán và cổ nổi lên gân xanh. Trong cơn tuyệt vọng, Vạn Nhất vớ lấy lớp bùn trên mặt đất và hất lên mắt gã béo. Người đàn ông hơi béo bị bùn đất bay vào mắt và cản trở tầm nhìn, Vạn Nhất nhân cơ hội dùng chân đá người đàn ông này ra xa rồi nhanh chóng đứng dậy. Người đàn ông xăm trổ cũng nhanh chóng kéo người đàn ông hơi mập lên. Anh ta dụi mắt vài cái thì đỡ hơn. Người đàn ông xăm trổ và người đàn ông mập nhìn nhau, nảy sinh ý tàn nhẫn. Cả hai vung xẻng và đánh mạnh vào người Vạn Nhất. Vạn Nhất sợ hãi tránh đi, nhưng anh ta bước hụt, rơi xuống hố lớn, đập vào người Lâu Doanh. Ôi! Lâu Doanh bị đánh thức và kêu lên đau đớn. Nghe thấy giọng nói, Vạn Nhất vui mừng khôn xiết, Lâu Doanh, cô không chết, thật là tốt quá. Tôi còn tưởng cô đã chết rồi. Bà đây suýt chút nữa bị anh đè chết rồi. Lâu Doanh mở mắt ra, mưa rơi xuống làm cho người ta không mở mắt ra được. Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy, chỉ thấy Mộ Lệ Quốc Doanh bên cạnh. Trên thân mình đầy bùn đất, bọn họ định chôn sống cô à? Dám coi bà đây là người ăn chay à? Lâu Doanh tức giận và đưa tay ra, giúp tôi đứng lên. Vạn Nhất vội dìu cô ấy đứng dậy. Lâu Doanh phát hiện mình không đứng vững được. Toàn thân cô mềm nhũn, không có sức lực, chỉ có thể dựa vào vòng tay của Vạn Nhất. Lâu Doanh nhớ lại thứ đã được tiêm vào cơ thể mình trước khi bất tỉnh, các người tiêm cái gì vào người tôi? Các người là ai? Hai người đứng trong hố, người đàn ông hơi mập và người đàn ông xăm trổ đứng trên, tay cầm xẻng. Người đàn ông xăm trổ nhìn xuống hai người họ một cách trịch thượng, anh ta chế nhạo, tiểu thư ơi, đừng trách anh em chúng tôi khi cô trên đường đến Hoàng Tuyền. Đây là lệnh của ông chủ. Là kẻ phản bội, cô nên bị trừng phạt, có phải tên khốn Tô Duy đó không? Cậu ta thật to gan, bà đây là chị gái của cậu ta lại dám chôn sống tôi. Vạn Nhất ngạc nhiên, cô nói đó là Tô Duy. Chôn chị gái của mình bên cạnh ngôi mộ của Lệ Quốc Minh, thật là điên rồ. Lâu Doanh dựa vào Vạn Nhất mới miễn cưỡng đứng vững, ngoài cậu ta ra còn có ai nữa, hiện tại tôi không có sức đâu, đánh cũng không lại, hẹn gặp lại các người sau. Vạn Nhất nắm lấy tay Lâu Doanh và nói một cách chắc chắn, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không rời bỏ cô, tôi muốn chết cùng nhau. Lâu Doanh, bà đây còn muốn sống tốt, Lâu Doanh chìa cho Vạn Nhất vẻ mặt lạnh lùng, cả anh cũng không được chết. Chỉ là hai tên Lâu La mà thôi, anh không có chút tự tin nào sao? Vạn Nhất cho Lâu Doanh xem vết thương của mình, tên Lâu La tôi cũng không đánh lại đâu, tôi đến vội vàng, không có thời gian để gọi giúp đỡ. Thật là, rác rưởi. Lâu Doanh muốn phun ra vài từ, nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông rất thật thà đang xấu hổ của Vạn Nhất, cô ấy nuốt những lời phía sau lại. Vạn Nhất quen Lâu Doanh lâu như vậy, cho dù cô ấy không nói gì anh ta cũng có thể đoán được. Là đàn ông,
mà không biết tự bảo vệ người phụ nữ của mình thì đúng là rác rưởi. Vạn Nhất hơi nhướng mày nói, tôi sẽ giữ chân bọn họ, cô đi trước đi, Lão Đại và Bạch Phi Minh cũng sắp đến rồi. Nói xong, Vạn Nhất nâng tay Lâu Doanh lên, đẩy cô ra khỏi cái hố lớn, rồi tự mình nhảy lên cùng nhau đi. Theo đà, Vạn Nhất nắm chặt tay. Vừa dứt lời, gã đàn ông béo ục ịch đã cầm một cái xẻng đập vào lưng Vạn Nhất, chưa kịp đứng vững thì gã đàn ông xăm trổ đã đập một cái xẻng khác tới. Lâu Doanh che mặt, cảnh này thật khổ sở, cô ấy cũng không muốn xem. A! À, Vạn Nhất tức giận, chạy tới ôm eo người đàn ông xăm trổ, đẩy anh ta xuống hố. Gã mập muốn giúp nhưng Lâu Doanh đã hết sức chống đỡ, một tay nắm lấy vai gã béo, dùng hết sức kéo gã lại, dúi ngã xuống đất, đập mạnh cùi chỏ xuống. Nếu như là bình thường, cú vật vừa rồi của Lâu Doanh có thể khiến người đàn ông hơi béo nôn ra máu, vậy nên không cần phải dùng chiêu cuối cùng. Người đàn ông hơi mập cũng có khả năng chiến đấu, anh ta trở mình và đứng dậy để chiến đấu với Lâu Doanh. Hai người trong hố cũng xô sát với nhau, bóp cổ, vung nắm đấm, cả hai tranh nhau giành lấy cái xẻng. Người đàn ông xăm trổ đi trước Vạn Nhất một bước và lấy được cái xẻng. Không chịu thua kém, Vạn Nhất đưa tay ra đỡ lấy cái xẻng, hai người cùng nắm lấy cái xẻng. Lúc này một tia sét đánh xuống chiếc xẻng. Công bằng, cả người đàn ông có hình xăm Vạn Nhất cũng bị sét đánh trực diện. Khi Tô Khanh và Lục Cận Phong, Bạch Phi Minh đến nơi, họ tình cờ nhìn thấy cảnh sấm sét giáng xuống Vạn Nhất. Vạn Nhất, Lâu Doanh đá người đàn ông hơi béo ra, xông tới chỗ Vạn Nhất hét lên. Sắc trời trong nháy mắt sáng lên, Vạn Nhất cùng người xăm trổ co giật vài cái rồi ngã xuống đất. Chương 439, điều ước của Lâu Doanh không thành. Lâu Doanh lảo đảo ngã lên người Vạn Nhất, lấy tay chọc chọc, gà luộc, anh đừng dọa tôi, gà luộc à, anh mau tỉnh dậy cho tôi. Tóc của Vạn Nhất dựng đứng sau khi bị sét đánh, cả khuôn mặt đen thui. Lâu Doanh vỗ nhẹ vào mặt Vạn Nhất, khói bốc ra từ miệng anh ta. Đây thực sự là sét đánh. Lục Cận Phong bước nhanh tới, nhảy xuống hố, lập tức tiến hành hồi sức tim. Không có phản ứng gì, Lục Cận Phong lại lật ngược người đàn ông xuống, đặt lên đùi anh, một tay đẩy lưng Vạn Nhất. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, Vạn Nhất đã có một chút hơi thở yếu ớt. Mau đến bệnh viện, Lục Cận Phong bế anh ta lên, Tô Khanh lái xe, Bạch Phi Minh đi tới hỗ trợ Lâu Doanh. Con đường kia đang thi công, Tô Khanh đi đường khác xuống núi, tuy rằng đi đường vòng một chút, nhưng tốt hơn là đi bộ. Người đàn ông xăm trổ bị đánh ngất xỉu, còn người đàn ông hơi mập thì sợ hãi bỏ chạy khi Lục Cận Phong đến. Trong bệnh viện, Vạn Nhất được đưa vào phòng mổ để cấp cứu, sau chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nói, xin người nhà chuẩn bị tâm lý. Có rất ít người có thể sống sót sau khi bị sét đánh. Lục Cận Phong sợ người cha mẹ Vạn gia sẽ không thể nhìn thấy Vạn Nhất lần cuối nên nửa đêm phải gọi cho hai người. Nếu Vạn Nhất gặp trường hợp khẩn cấp, hai người già sẽ có thể gặp con lần cuối. Lâu Doanh cũng đã được đưa đi kiểm tra, không còn sức lực, cô ấy đã thử máu nhưng vẫn không tìm ra vấn đề. Đừng lãng phí thời gian với tôi, đừng kiểm tra nữa, tôi đi gặp gà luộc một chút. Tính tình hung bạo của Lâu Doanh không thể chịu được sự chờ đợi như vậy. Lâu Doanh, nằm lại đi. Tô Khanh vội vàng chạy tới đè người trở lại giường bệnh, trước tiên hãy lo cho bản thân, sau đó kiểm tra đi. Sa Thành Nghị chắc đến rạng sáng mới có thể đến, nếu thật sự không được thì đến lúc đó để anh ta xem cho em. Em đoán là do đói mà thôi, ăn chút gì đó là không sao rồi. Lâu Doanh nói chị, gà luộc sao rồi? Đang cấp cứu, cha mẹ Vạn gia cũng tới, có hơi xúc động, em không nên qua thì hơn. Bạch Phi Minh cũng nói, giờ cậu có qua cũng không giúp được nhiều, ở chỗ nào lo lắng cũng giống nhau. Đây là sự thật. Ra tới cửa phòng mổ cũng chỉ sốt ruột thêm, ở đây cũng chỉ lo lắng suông. Lâu Doanh nói với bác sĩ, mấy người rút máu nhiều quá, cần xét nghiệm những gì, cần kiểm tra gì, thì làm một lần thôi. Lằng nha lằng nhằng. Cứ chốc lát lại rút một ít làm gì. Mọi người. Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một bệnh nhân yêu cầu như vậy. Chắc chắn chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận. Cô Lâu nghỉ ngơi ở đây cho tốt. Bác sĩ lấy máu và rời đi. Bạch Phi Minh nói, tôi đi mua thứ gì đó để ăn, bồi bổ. Lâu Doanh để ý đến mái tóc cắt ngắn của Bạch Phi Minh, ngạc nhiên nói, a, Phi Phi, tại sao cậu lại trở thành một người đàn ông rồi? Cậu vừa đi Thái Lan phẫu thuật à? Thảo nào cậu nói đi làm một số việc cá nhân mà hơn nửa tháng nay cậu không về. Phi Phi, cậu ghen tị với việc của mình và Vạn Nhất phải không?
cảm thấy có nguy cơ rồi hả? Cậu đã hy sinh quá nhiều vì mình rồi. Bạch Phi Minh, Tô Doanh. Một giây trước cô ấy còn lo lắng cho vạn nhất, nhưng giây tiếp theo, lại nổi khùng rồi. Tô Khanh vốn còn muốn an ủi cô ấy, nhưng ngay khi Lâu Doanh mở miệng lại thấy thừa thãi rồi. Bạch Phi Minh chọc Lâu Doanh, mình không phẫu thuật, mình chỉ thay đổi kiểu tóc thôi. Sự hy sinh đó quá lớn, Lâu Doanh lại ôm lấy Bạch Phi Minh, Phi Phi, không ngờ cậu lại có tình cảm với mình như vậy. Mình không chịu nổi cậu, mình sẽ đi mua đồ ăn cho cậu đây. Bạch Phi Minh đứng dậy và rời đi. Phi Phi, Lâu Doanh duỗi tay ra, Bạch Phi Minh vừa định đi mua một ít đồ ăn, lại như chuẩn bị chia tay với Lâu Doanh vậy. Bạch Phi Minh lại càng đi nhanh hơn. Tô Khanh nói, xem ra em không cần người an ủi. Vậy em chờ ở đây đi, chị đi phòng phẫu thuật xem sao. Các người vừa nói, em không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng xuông, gà luộc mạng lớn, không chết được, em cũng không lo lắng xuông. Nếu anh ấy thật sự chết, em sẽ bồi thường tính mạng cho anh ấy. Lâu Doanh có tính tình như vậy, một khi đã nghĩ thông suốt rồi, thì sẽ không vướng bận gì nữa. Lâu Doanh, em, Tô Khanh nhất thời không biết nên nói gì, Lâu Doanh có vẻ không đứng đắn, nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Chị ơi, nếu chị có thể tìm được em, nghĩa là chị biết ai đã bắt được em. Em đây đã sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên bị người trong nhà hại. Các đốt ngón tay của cô ấy co quắp lại, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, nếu em có chuyện gì, nể mặt cha mẹ em sẽ tha cho cậu ta một lần. Nhưng nếu gà luộc có chuyện gì, em sẽ tìm cậu ta đòi mạng. Trước tiên em nói ra như vậy, đến lúc đó chị đừng trách em đã giết người thân của mình. Tô Khanh khi nghe lời này thì có chút đau đầu. Tô Duy muốn gây rắc rối cho Lục Cận Phong, nhưng Lâu Doanh cũng hiểu rõ ràng. Cho dù là chị em ruột thịt, cô ấy cũng có thể làm điều đó một cách chính đáng. Tất cả các người đều rất có cá tính riêng, chị còn có thể nói gì? Tô Khanh bất lực nói, trong lòng mỗi người đều có thước đo riêng, muốn làm gì thì làm, chị sẽ không can thiệp, nhưng chị phải nói cho em biết một điều, Tiểu Duy bị bệnh tâm thần phân liệt. Tô Khanh không thuyết phục được, Tô Duy muốn chôn sống Lâu Doanh, vạn nhất vì chuyện này mà bị sét đánh, cô không thể bảo vệ một tên sát nhân hung ác. Lâu Doanh sửng sốt, tâm thần phân liệt. Tô Khanh gật đầu. Lâu Doanh nói, em không quan tâm cậu ta bị tâm thần phân liệt hay tâm thần gì. Nếu cậu ta dám chôn em sẽ dám chôn cậu ta. Lệ Quốc Minh và mẹ em không còn ở đây, vì vậy em là chị, em sẽ dạy dỗ cậu ta. Tô Khanh cười, có em ra tay là tốt rồi, chị sẽ không quan tâm chuyện này nữa, yên lặng đi. Tô Khanh vẫn tin rằng Lâu Doanh có giới hạn của mình. Nói cho cùng thì Lâu Doanh mới là người có tư cách quản Tô Duy. Lâu Doanh chỉ muốn giành lấy vương bài, cô ấy có đủ tiêu chuẩn và sự nổi tiếng. Lâu Doanh lập tức cảm thấy bị lừa, chị ơi, có phải chị cố tình làm vậy không? Tô Khanh nhún vai, em bị sao vậy? Em ở đây nghỉ ngơi đi, chị đi gặp Vạn Nhất. Tô Khanh tìm cớ chuồn đi. Mạng của Vạn Nhất thực sự quá lớn, cũng may đã được chính Lục Cận Phong hồi sức tim kịp thời, sau nhiều giờ đồng hồ đã cứu được tính mạng của anh ta. Để sống sót sau khi bị sét đánh là một điều kỳ diệu. Lâu Doanh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Vạn Nhất vẫn khỏe mạnh và còn sống, cô ấy hỏi lại Bạch Phi Minh, Phi Phi, cậu nói rằng những người bị sét đánh trên TV dường như đã mở thông hai mạch máu kinh lạc gì đó, từ nay khai sáng trong cuộc sống, hoặc có được siêu năng lực đặc biệt nào đó. Cậu có nghĩ gà luộc cũng sẽ có được siêu năng lực nào không? Bạch Phi Minh gọt táo, nói, ví dụ, biết bay, hay là độn thổ. Lâu Doanh. Bạch Phi Minh còn nói. Vạn Nhất ngay khi vừa được sinh ra đã ở điểm đích rồi. Cuộc sống của anh ta có cần phải khai sáng nữa không? Vạn Nhất là thái tử gia của tập đoàn truyền hình điện ảnh Vạn Thị, gia sản trăm tỷ, đây không phải đích đến của mọi người sao? Thật nhàm chán, Lâu Doanh cắn vài miếng táo rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô ấy đến gặp Vạn Nhất và gặp Lục Cận Phong ở cửa khu. Anh rể, gà luộc tỉnh rồi sao? Mới tỉnh lại một lát. Lục Cận Phong hỏi, sức khỏe của em thế nào? Em không sao, ngủ một lát là khỏe như voi rồi. Để chứng minh rằng mình không nói dối, Lâu Doanh còn chơi vài đòn taekwondo và nói, xem này, không sao đâu, em sẽ đi gặp gà luộc một chút. Anh rể, gà luộc bị sét đánh, có gì thay đổi gì không? Lâu Doanh vẫn đang suy nghĩ về siêu năng lực của Vạn Nhất. Lục Cận Phong gật đầu, do dự không biết nói gì, chà, thay đổi khá lớn. Thật sao? Lâu Doanh ngạc nhiên, thích thú hỏi, thay đổi gì vậy?
thật sự giống như những gì chiếu trên TV, hai đường kinh lạc đã được mở ra, có được một số loại siêu năng lực, chẳng hạn như thấu thị, biết trước một cái gì đó à? Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào Lâu Doanh với đôi mắt phức tạp. Thấu thị, tiên tri. Lâu Doanh thực sự dám nghĩ. Em vào tận mắt chứng kiến là được mà. Chà, em sẽ đi xem thử. Lâu Doanh tràn đầy mong đợi mà đi vào. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã chết lặng. Chương 440, coi như nuôi dạy một đứa con trai lớn vậy. Vạn Nhất đang ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân, trông rất hồn nhiên ngây thơ, giống như một đứa trẻ nhỏ vậy. Một tay ăn kẹo mút, tay kia là một cây kem, ăn rất thích thú. Mẹ Vương ở một bên lau nước mắt, còn bố Vương thì thở dài. Lâu Doanh đẩy cửa vào, Vạn Nhất nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, anh ta ném kem và kẹo mút đi, nhảy ra khỏi giường lao về phía Lâu Doanh. Tiên sinh, chị tiên nữ nữ. Vạn Nhất ôm lấy Lâu Doanh. Lâu Doanh mất cảnh giác, không kịp chuẩn bị. Khi kịp phản ứng thì đánh vào vai Vạn Nhất vài cái, nói, gà luộc, thả tôi xuống, anh muốn bị đánh nữa phải không? Vạn Nhất rất vui, ôm Lâu Doanh chạy xung quanh vài lần, sau đó mới buông người ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâu Doanh nở một nụ cười ngốc nghếch, chị tiên nữ. Lâu Doanh cười và nói, gà luộc, không ngờ sau khi anh bị sét đánh, miệng càng ngày càng ngọt. Chỉ là có chút ngớ ngẩn. Chị tiên nữ, em muốn uống sữa. Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào ngực Lâu Doanh và liếm môi, Lâu Doanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vạn Nhất giơ hai tay ra bắt lấy. Gà luộc, đầu óc anh bị bệnh à? Lâu Doanh vội vàng tránh ra, người nhà họ Vạn vẫn còn ở đây đấy. Bị Lâu Doanh tấn công, Vạn Nhất bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất khóc, rụi rụi mắt, con muốn uống sữa, con muốn uống sữa. Mẹ Vạn vội vàng dỗ dành, con trai, đừng khóc, mẹ sẽ kêu người đưa sữa bột tới cho con ngay lập tức. Nói xong, mẹ Vương vội vàng mắng cha Vương, còn ngây ra đó làm gì vậy, nhanh đi giục đi, sao còn chưa đưa sữa tới. Tôi đi giục ngay. Vừa nói xong, quản gia nhà Vạn gia chú Lưu đã đưa tới. Thưa ông chủ, bà chủ, sữa bột đã được giao đến. Tôi vừa mua xong, đó là loại sữa bột mà cậu chủ thích ăn khi còn nhỏ, còn có cả bình sữa. Trước khi Lâu Doanh đến, Vạn Nhất đã hét lên rằng anh ta muốn uống sữa, cha mẹ Vạn đành để quản gia đi mua. Sau đó, trước vẻ mặt bối rối của Lâu Doanh, mẹ Vương đã pha sữa bột và đưa bình sữa cho Vạn Nhất. Một thanh niên mấy chục tuổi, lại vui vẻ ôm bình sữa mà uống. Vẻ mặt mãn nguyện của Vạn Nhất giống hệt Tam Bảo và Tứ Bảo sau khi uống sữa, Lâu Doanh cảm thấy mình như bị sét đánh vậy. Lục Cận Phong vừa đi vào, cô ấy vội vàng hỏi, anh rể, tình huống này là thế nào? Lục Cận Phong nói ngắn gọn, tia sét đó không mở ra hai đường kinh lạc mà ngược lại còn khiến người ta ngu ngốc đi. Ngu ngốc đi. Lâu Doanh không thể tin được, nhưng trong tình huống này, Vạn Nhất không khác gì một kẻ ngốc. Vạn Nhất nhanh chóng uống hết sữa bột, mẹ Vương đã lấy một chiếc núm vú giả khác và nhét nó vào miệng anh ta. Lâu Doanh. Trong lòng cô ấy rất phức tạp. Một người đàn ông vài chục năm tuổi, lại chưa cai sữa, đang ngậm núm vú giả và chơi với những đồ chơi giáo dục mà trẻ em dưới 3 tuổi chơi. Mẹ Vạn gạt nước mắt và nói, dù nó ngu ngốc đi, nhưng tốt xấu gì nó vẫn còn sống. Nhìn kìa, lạc quan làm sao? Đây chính là tinh thần của Vạn gia, lúc đầu còn khó chấp nhận chuyện con trai mình bị sét đánh đến phát ngốc, nhưng khi lùi lại một bước, nghĩ lại, chỉ cần nó vẫn còn sống là họ chấp nhận rồi. Vạn Nhất đang chơi trò trống lúc lắc, mỉm cười với mẹ Vương và đưa tay ra lau nước mắt cho mẹ, mẹ ơi, đừng khóc, đừng khóc. Với sự an ủi này, mẹ Vương càng khóc nhiều hơn, bà kêu lên, con trai. Cha Vạn cũng đỏ mắt. Chị tiên nữ, Vạn Nhất đứng dậy từ dưới đất, cười ngây ngô với Lâu Doanh, chị tiên nữ chơi với em đi. Lâu Doanh bị Vạn Nhất giữ chặt và không chịu buông ra. Không muốn ai khác ngoài Lâu Doanh. Sa Thành Nghị chạy suốt đêm từ đảo tới, kiểm tra toàn diện cho Vạn Nhất, lắc đầu nói ra năm chữ tôi không làm gì được. Vẻ mặt Lục Cận Phong nghiêm trọng, thật sự không có cách nào. Tôi còn có thể thử những căn bệnh nan y. Nhưng bị sấm sét đánh đến phát ngốc thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Hay là lại để cho sấm sét đánh lần nữa xem sao. Cái gọi là lấy độc trị độc, nói không chừng để sét đánh thêm một lần lại trở lại bình thường. Lâu Doanh là người đầu tiên không đồng ý, anh chê mạng sống của anh ta quá lớn à. Sét không giết anh ta lần này, anh muốn đánh thêm một lần đúng không? Cô gấp gáp cái gì, tôi cũng chỉ đề nghị thôi.
Sa Thành Nghị nhìn Vạn Nhất đang ngậm núm vú cao su, anh ta nói ẩn ý, đây không hẳn là chuyện xấu, cô xem anh ta đang vui vẻ như thế nào đi. Mọi người, nhà họ Vạn không đồng ý đề nghị của Sa Thành Nghị, bọn họ chỉ có một đứa con trai như vậy, thà là ngốc còn hơn chết đi. Khi Vạn Nhất trở nên ngu ngốc, Tô Khanh biết chuyện cũng rất ngạc nhiên. Một người đang bình thường lại ngốc như vậy, ai cũng cảm thấy thương cảm. Có thể nói từ khi Vạn Nhất ngốc đi, anh ta chỉ nhận ra một mình Lâu Doanh, đi đâu cũng kéo Lâu Doanh theo, khi buồn ngủ và mệt là muốn ôm Lâu Doanh, hoặc là kéo Lâu Doanh ngồi xuống, sau đó ngủ trong vòng tay của Lâu Doanh. Anh ta ngủ thiếp đi với chiếc núm vú giả trong miệng. Thấy con trai không cần bọn họ, chỉ cần Lâu Doanh, họ lịch sự nói, cô Lâu, nhờ cô phải chăm sóc nó nhiều hơn, rất khó cho cô, chúng tôi sẽ lo liệu chuyện khác cho cô, nếu cô cần gì cứ nói với tôi, Tiểu Nhất đành giao cho cô. Để lại một câu như vậy, vợ chồng Vạn đã chuồn mất. Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị cũng rời đi để nghiên cứu cách điều trị cho Vạn Nhất. Lâu Doanh. Trong phòng bệnh vắng vẻ, Lâu Doanh nhìn Vạn Nhất đang ngủ say trong vòng tay mình, cô ấy chợt cảm thấy mình như nuôi một đứa con trai lớn vậy. Lâu Doanh than vãn, Chúa ơi, ông có thể sẽ chia cho tôi một tia sét luôn được không? Cô ấy đã làm ra tội lỗi gì vậy? Bạch Phi Minh mua một ít đồ ăn gửi tới. An ủi nói, anh ta là vì đi cứu cậu mà bị sét đánh cho phát ngốc, không thể mặc kệ được. Cậu coi như nuôi một đứa con trai lớn đi. Xem đi, không phải anh ta rất nghe lời lắm sao? Người ngoài không biết khổ là đúng rồi. Lâu Doanh trợn mắt nói, cậu có chắc không phải vì anh ta thề quá nhiều lời thề độc nên mới bị sét đánh không? Bạch Phi Minh trầm giọng cười nói, nếu không thì cậu nhờ chị gái mình đi, hỏi một chút kinh nghiệm chăm em bé. Cậu có chắc chị gái mình có kinh nghiệm chăm một em bé khổng lồ như thế này không? Bạch Phi Minh rót cho Lâu Doanh một cốc nước, bỗng nhiên hỏi, có cần mình đi mua tã lót không? Lâu Doanh vừa uống một ngụm vào miệng thì đã phun luôn nước ra ngoài. Phi Phi, cậu đang đùa tôi à? Bạch Phi Minh nghiêm túc nói, bây giờ Vạn Nhất thậm chí còn không có chỉ số thông minh của một đứa trẻ 3 tuổi. Anh ta còn uống sữa bột, chuyện dùng tã giấy có kỳ lạ đâu. Lâu Doanh lau miệng, cậu thực sự nghĩ rằng mình nuôi một đứa con trai hả? Tôi sẽ không bao giờ sử dụng những thứ như tã lót đâu. Vậy đợi Vạn Nhất tè ra quần. Dừng lại, Phi Phi. Lâu Doanh liếm môi, ôm một chút hy vọng yếu ớt, nói chắc sẽ không ngốc đến mức đó đâu nhỉ. Bạch Phi Minh nói, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Bỏ qua việc dùng tã lót này, khi Vạn Nhất tỉnh dậy, anh ta thấy trong phòng này thật ngột ngạt, nên phải kéo Lâu Doanh ra ngoài chơi. Chơi là bản chất của trẻ em. Trẻ em cũng rất thích đi chơi với nhóm trẻ em khác. Lâu Doanh đưa Vạn Nhất đến quảng trường bên cạnh bệnh viện chơi, ở quảng trường có đầy đủ tiện nghi giải trí, nhiều phụ huynh cũng đưa con đi chơi. Ngay khi nhìn thấy lũ trẻ, Vạn Nhất đã nhảy cẫng lên vì sung sướng như tìm được đồng loại. Tâm lý Lâu Doanh cũng đã bình tĩnh trở lại, coi như dắt em bé ra ngoài đi. Lâu Doanh tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất. Rất nhanh Vạn Nhất đã hòa vào đám trẻ, chơi đùa vui vẻ. Một lát sau, một bà mẹ trẻ ngồi xuống bên cạnh Lâu Doanh, tươi cười nói, cô cũng đưa bọn trẻ đi chơi à? Lâu Doanh lúng túng mỉm cười, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, bà mẹ trẻ đã mặc định là đúng như vậy. Người mẹ trẻ nói, này, có con thật mệt quá. Con trai tôi 3 tuổi và rất nghịch ngợm. Nhân tiện, con trai cô bao nhiêu tuổi rồi? Con trai hay con gái? Vừa nói xong, một cậu bé chạy đến, mẹ, con muốn uống nước. Vạn Nhất cũng chạy tới, thấy cậu nhóc đang gọi mẹ, anh ta cũng hét vào mặt Lâu Doanh, mẹ ơi, con muốn uống nước. Lâu Doanh, vẻ mặt của bà mẹ trẻ như bị sét đánh, nhìn Vạn Nhất, cô ta kinh ngạc thốt lên, con trai cô lớn quá rồi. Lâu Doanh cười khan, trông anh ấy, hơi lớn thật. Bà mẹ trẻ, cái gì mà hơi lớn, đây là rất rất lớn đó. Chương 441, Lâu Doanh chỉ còn lại 3 tháng nữa. Một cô gái trẻ mà có được một cậu con trai lớn như vậy cũng thật là mới mẻ. Càng lúc càng có nhiều người đứng xem. Vạn Nhất có chút sợ hãi, núp sau lưng Lâu Doanh, rụt rè, em sợ, em sợ. Một người nào đó trong đám đông nhìn thấy Vạn Nhất là một tên ngốc thì cười nhạo, hóa ra là một tên ngốc. Trông đẹp trai như vậy, thật là đáng tiếc mà. Trên cổ anh ta còn đeo một núm vú giả nữa kìa. Vẫn còn chưa được cai sữa. Xem ra có thực sự bị ngốc không hề nhẹ đâu. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều gọi anh ta là đồ ngốc, Lâu Doanh tức giận, mấy người mới là đồ ngốc,
ai nói thêm một câu nào nữa thử xem, đừng trách nắm đấm của bà đây không có mắt. Mọi người thấy vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Lâu Doanh kéo Vạn Nhất rời đi, đi về với tôi. Tôi còn muốn chơi cùng với bọn họ, tôi muốn chơi. Vạn Nhất không nỡ rời đi, anh ta vừa mới làm quen với các bạn nhỏ mà. Lâu Doanh nôn nóng, gầm lên, chơi cái khỉ gì, mọi người sẽ mắng anh là đồ ngốc đấy. Chị dữ quá. Vạn Nhất sợ hãi bật khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, em không đi, không đi, em sẽ không đi đâu. Lâu Doanh đỡ chán, muốn nổi điên lên, nếu như đổi thành là trước kia thay đổi cô ấy đã ra tay thẳng rồi, nhưng Vạn Nhất bây giờ lại đang bị ngốc, còn là vì cứu cô nên mới bị sét đánh trúng nên mới ngốc nữa. Cô ấy kìm nén lửa giận trong lòng, Lâu Doanh ngồi xổm xuống, nở nụ cười, nhẹ giọng dỗ dành, Tiểu Nhất ngoan, chị không có hung dữ với em, chị sẽ đưa em đến một nơi rất vui. Lúc này, Lâu Doanh thoáng nhìn thấy tấm biển quảng cáo bên cạnh, đó là quảng cáo từ một thủy cung. Lâu Doanh nói, chị đưa em đi thủy cung có được không, ở đó có rất nhiều thứ thú vị đấy. Đây là lần đầu tiên Lâu Doanh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, bản thân cô ấy còn cảm thấy mình sắp nổi da gà khắp nơi rồi. Thủy cung, Vạn Nhất ngơ ngác, rồi lại tràn đầy tò mò, phấn khích vỗ tay, được đấy, đi thủy cung đi. Lâu Doanh bắt taxi ở ven đường và đưa Vạn Nhất thẳng đến thủy cung. Hôm nay không phải cuối tuần, trong thủy cung không có nhiều người, cũng không cần phải xếp hàng để mua vé. Ở một nơi buồn tẻ như thủy cung, trước đây có đánh chết Lâu Doanh cũng sẽ không bao giờ đến. Những con cá ở dưới nước có gì đáng xem đâu chứ. Cô ấy đã từng lặn xuống đáy biển không biết bao nhiêu lần, có cái gì mà chưa từng thấy qua. Vạn Nhất nhìn thấy con cá dưới nước thì lại rất thích thú, kéo Lâu Doanh đi khắp nơi xem. Ngoài ra trong thủy cung còn có các buổi biểu diễn. Trong bể cá khổng lồ, có vài người đẹp tóc dài hóa trang thành nàng tiên cá nhảy múa dưới nước. Những con cá sặc sỡ bơi qua bơi lại xung quanh nàng tiên cá, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Wow, chị ơi, nàng tiên cá kìa, đẹp quá. Vạn Nhất vui vẻ bò trên mặt kính và nhìn ngắm. Lâu Doanh bĩu môi, tôi thấy anh không hề ngốc. Nhìn thấy gái đẹp là đã không nhúc nhích rồi. Lâu Doanh không có hứng thú, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng Vạn Nhất đi xem. Vạn Nhất hưng phấn hỏi, chị tiên nữ, chị có thích nàng tiên cá không? Lâu Doanh không chút hứng thú, trả lời cho có lệ thích. Chị ơi, vậy chị thích con nào? Vạn Nhất nhìn chằm chằm các nàng tiên cá dưới nước. Sau đó, Lâu Doanh mới nhìn kỹ các mỹ nhân dưới nước và nói, xét theo ngoại hình mà nói, tất cả đều được. Vậy thì chị thích kho hơn hay là hấp hơn? Lâu Doanh, đây rõ ràng là một cuộc trò chuyện không cùng đài với nhau. Vạn Nhất tỏ vẻ như đang chảy nước miếng, như thể anh ta thực sự nhìn thấy món ngon. Còn Lâu Doanh lại cảm thấy mình giống một kẻ ngốc hơn. Lâu Doanh chơi với Vạn Nhất cả ngày, cô ấy có cảm thấy như bị mình ép phải tương tác vậy. Ví dụ, khi Vạn Nhất muốn đến sân chơi để ngồi lên con tàu cướp biển, Lâu Doanh phàn nàn, ấu trĩ, đừng đi. Đi đi mà, đi đi mà. Vài phút sau, hai người ngồi trên tàu cướp biển, Vạn Nhất phấn khích vỗ tay và hét lên. Lâu Doanh khuôn mặt không chút biểu cảm phối hợp theo, cũng hô lên vài lần, a, sợ quá. Ví dụ như Vạn Nhất muốn đến nhà ma, Lâu Doanh khinh thường, trò con nít, không có hứng thú. Đi đi mà, đi đi mà. Vài phút sau, hai người mua vé và vào ngôi nhà ma, Vạn Nhất sợ chết khiếp, suốt cả quá trình đều la hét, Lâu Doanh cảm thấy tai mình sắp muốn điếc luôn rồi. Một con ma không đầu nhảy ra dọa, Vạn Nhất trực tiếp nhảy lên người Lâu Doanh. Vòng tay qua cổ Lâu Doanh, chị ơi, em sợ. Lâu Doanh. Vài phút sau, Lâu Doanh vô cảm bước ra khỏi ngôi nhà ma, Vạn Nhất đu trên người cô ấy như một con chuột túi. Những người qua đường tròn xoe mắt, ngày nay, đàn ông thì giống phụ nữ lại giống đàn ông. Lâu Doanh đã quen với ánh mắt kỳ lạ này, hoàn toàn miễn nhiễm rồi. Vạn Nhất lại nhanh chóng quên đi chuyện ở ngôi nhà ma, bàn tay chỉ vào tàu lượn siêu tốc, chị ơi, em muốn chơi, em muốn chơi. Lâu Doanh trợn mắt, chị sợ lát nữa em sẽ sợ tè ra quần luôn đấy. Chị ơi, đi thôi, em muốn chơi. Vạn Nhất bày ra dáng vẻ nếu không đi chơi thì sẽ khóc. Lâu Doanh bị đánh bại, đi thôi. Vài phút sau, hai người lại ngồi lên tàu lượn siêu tốc, Lâu Doanh thực sự không thể hứng thú nổi, những trò này đều quá ấu trĩ. Bên tai toàn bộ đều là những tiếng la hét của du khách, dáng vẻ của Lâu Doanh như thể không còn lưu luyến gì với thế giới này, lấy bông gòn bịt lỗ tai lại. Vạn Nhất không ngừng che mắt và la hét,
sau khi ngồi xong thì đã trực tiếp nôn ra hết. Đi chơi cả ngày, Lâu Doanh mệt như một chó và Đưa Vạn Nhất cũng đang mệt mỏi như vậy trở lại bệnh viện. Tô Yên mang đồ hầm đến bệnh viện nhưng không thấy Lâu Doanh và Vạn Nhất ở trong phòng bệnh, định gọi điện thoại cho Lâu Doanh thì thấy hai người bọn họ mệt mỏi trở về. Vạn Nhất trông như sắp ngủ, đầu tựa vào vai Lâu Doanh, đôi mắt gần như sắp nhắm nghiền lại. Tô Yên ngạc nhiên hỏi, hai người đi đâu vậy? Trông mệt mỏi đến mức độ như thế. Lâu Doanh thuận miệng trả lời, dẫn con trai đi chơi. Dẫn con trai đi chơi. Tô Yên nhìn Vạn Nhất trên miệng vẫn còn đang ngậm núm vú giả, lập tức phản ứng lại. Vốn dĩ, việc Vạn Nhất đã bị sét đánh thành một kẻ ngốc là một chuyện rất đáng buồn, nhưng nhìn cách hai người bọn họ chơi đùa với nhau, thật sự khiến người ta không thể nào buồn bã được. Mí mắt Vạn Nhất đang đấu tranh, chị ơi, em đói rồi. Khuôn mặt của Lâu Doanh rất vô tình hỏi, uống sữa hay ăn cơm? Vạn Nhất cười rạng rỡ, uống sữa. Lên giường ngồi đi, chị sẽ đi pha sữa bột cho em. Lâu Doanh đã dần dần thích nghi với hiện thực mình đang nuôi một đứa con trai này rồi. Vạn Nhất ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâu Doanh thành thạo pha sữa bột rồi nhét vào cho Vạn Nhất, uống đi. Vạn Nhất mừng rỡ ôm bình sữa nằm xuống uống, uống xong thì lăn ra ngủ. Tô Yên! Vậy mà cũng được à? Lâu Doanh mệt mỏi gục xuống ghế sofa nói, chị ơi, chị mang món gì ngon cho em thế, em sắp chết đói mất rồi. Đều là đồ ăn yêu thích của em. Tô Yên bưng hết những món ăn, đồ hầm cô mang đến ra. Lâu Doanh thực sự rất đói nên ăn ngấu nghiến. Tô Yên hỏi, cha mẹ của Vạn Nhất đâu? Bọn họ giao con trai của mình cho em rồi bỏ đi mất. Lâu Doanh phàn nàn, chị, đây là lần đầu tiên em thấy một bậc cha mẹ thoải mái như vậy, cũng không sợ em sẽ dẫn con trai của bọn họ đi mất. Tô Yên cười nói, nếu như em định dẫn đi, e rằng bọn họ còn thầm vui mừng nữa kìa. Không phải là tự nhiên nhặt được một đứa con dâu hời sao? Phụt! Lâu Doanh phun ra một bàn đấy cơm, chị ơi, chị nói như vậy, em đột nhiên cảm thấy đây là một cái bẫy. Chị nghĩ họ đang có ý định gì? Chị không biết, Tô Yên liếc nhìn Vạn Nhất đang ngủ say, rồi nói, bây giờ người còn đang bị ngốc, em cũng không buông tay được, nếu như ngốc cả đời thì e rằng em cũng phải nuôi cả đời đấy. Lâu Doanh ngẩng đầu lên và than vãn, ông trời ơi, mau giáng cho tôi một tia sét bổ tôi ra luôn đi. Đừng than vãn nữa, tôi đã nhờ anh Sa làm kiểm tra cho em rồi. Lâu Doanh nhìn thấy hai món ăn trên bàn đều là gan heo, lập tức hiểu được ý đồ của Tô Yên. Đây đều là để bổ sung máu cho cô ấy sắp bị lấy máu nữa rồi. Chị ơi, nếu còn rút nữa, em không bị tên khốn Tô Duy đó hại chết, e rằng sẽ bị mất máu nhiều rồi chết mất. Vậy nên em phải ăn nhiều gan heo để bổ máu lại. Tô Yên híp mắt cười nói, một giờ sau, anh Sa sẽ đến khám cho Tiểu Duy, rồi sẽ đến lấy máu em. Lấy đi, lấy đi. Lâu Doanh cũng biết Tô Yên là vì muốn tốt cho cô ấy. Một giờ sau, Sa Thành Nghị đến lấy máu cho Lâu Doanh, rồi than oán, này, mọi người không thể cho tôi có được một kỳ nghỉ dài hạn sao? Tôi chỉ mới nghỉ được có vài ngày và lại bị buộc phải làm thêm giờ. Lục Cận Phong đi tới cùng với anh ta, tăng lương cho cậu. Sa Thành Nghị hài lòng, câu này có lương tâm đấy, nửa giờ nữa đến lấy kết quả. Lâu Doanh đã đi khám bác sĩ nhiều lần rồi nhưng không tìm ra vấn đề gì, cô ấy cũng không nghĩ mình có vấn đề gì, sau khi lấy máu cô ấy đi nghỉ ngơi, cũng không hề để tâm đến chuyện đó. Nửa giờ sau, Tô Yên được Sa Thành Nghị gọi đến, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc nói, chị dâu, tình hình sức khỏe của Lâu Doanh rất tệ. Trong cơ thể của cô ấy có một loại virus hiếm gặp, nếu không phát hiện kịp thời thì không đầy 3 tháng nữa, Lâu Doanh sẽ biến mất không một tiếng động. Chương 442, ảnh ngược phản chiếu trên cửa sổ ô tô. Âm thầm mà lấy đi tính mạng của người ta, đây rõ ràng là giết người một cách vô hình. Tô Yên nghe vậy liền lo lắng, virus gì, có thể chữa khỏi không? Sa Thành Nghị sự cân nhắc nói, tôi không dám đảm bảo, bây giờ tôi phải lấy mẫu ngay. Trong vòng 3 tháng nghiên cứu ra một loại thuốc có thể đề kháng lại virus. Tiền đề là Lâu Doanh có thể đợi đến thời điểm đó hay không, vì virus trong cơ thể cô ấy cũng có thể bị ảnh hưởng vì nhiều yếu tố khác nhau. Trái tim Tô Yên bỗng chốc lạnh đi, anh Sa, anh nắm chắc đến mức nào? Lục Cận Phong trước đó cũng nói rồi, cho dù anh nắm chắc 10% thì cũng có 50% cơ hội thành công. Sa Thành Nghị khiêm tốn nói, tôi làm gì lợi hại đến như vậy, đều là bọn họ tâng bốc tôi mà thôi. Cho dù có là tâng bốc hay gì nữa, anh Sa, hãy làm mọi thứ có thể để cứu sống Lâu Doanh. Ngoài ra, tạm thời đừng nói với Lâu Doanh,
tôi lo con bé sẽ không thể chấp nhận được. Đột nhiên nói với Lâu Doanh rằng cô ấy chỉ còn sống được 3 tháng nữa, đòn công kích này quá tàn nhẫn. Tôi hiểu rồi, vì vậy nên tôi mới nói với cô trước, chị dâu, cô hãy chuẩn bị tâm lý đi, cũng không dám chắc chắn 100%. Tô Yên khẩn thiết thỉnh cầu anh ta, nhờ anh đấy. Sau khi gặp Sa Thành Nghị, tâm trạng của Tô Yên nặng trĩu, cô ở trong hành lang một lúc, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi đi đến phòng bệnh. Vạn Nhất đã thức dậy và kéo Lâu Doanh chơi với các xếp khối gỗ. Mặc dù Lâu Doanh cảm thấy những chuyện này đều hết sức ấu trĩ, nhưng vẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng khen ngợi anh ta vài ba câu. Vạn Nhất vốn dĩ chỉ số thông minh còn không bằng đứa trẻ 3 tuổi, nên cũng rất dễ thỏa mãn, được khen ngợi một câu anh ta đã vui cả ngày rồi. Vạn Nhất ngốc nghếch ngây thơ, Lâu Doanh nhéo nhéo mặt Vạn Nhất một cái, thở dài nói, lúc não của anh bình thường thì cứ đối đầu với tôi, nhưng bây giờ não bị hư rồi, lại muốn kéo tôi chơi cùng, ta thấy kiếp trước tôi thực sự đã mắc nợ anh, gà luộc, tốt nhất là anh nên mau chóng khôi phục lại cho tôi không có kiên nhẫn để xem anh như con trai nuôi của mình rồi nuôi nấng đâu nhé, kéo một đứa con ghẻ lớn như anh đi theo, làm sao tôi có thể tán trai đẹp được nữa. Vạn Nhất vẫn cười ngu ngơ, chị ơi, em muốn ăn trái cây. Ta cả ngày đều biết ăn, đây, cho em. Đao pháp của Lâu Doanh đỉnh cao, chỉ và ba nhát đã cắt xong quả táo và đưa cho anh ta, giọng điệu cương triều, e rằng ngay cả bản thân cô ấy cũng không hề nhận ra. Tô Yên đứng ở cửa quan sát một hồi rồi mới bước vào, Lâu Doanh đứng dậy hỏi chị, sao muộn như vậy rồi chị vẫn còn ở bệnh viện thế? Anh rể của em và anh Sa nói chút chuyện, chị đợi anh ấy. Tô Yên mặt không chút thay đổi nói, kết quả xét nghiệm đã ra rồi, không có vấn đề gì cả. Em đã nói rồi, biết bao nhiêu bác sĩ kiểm tra qua, bọn họ đều nói rằng em bình thường. Tô Yên hỏi, Phi Minh đâu? Cô ấy quay về lấy quần áo mới cho em rồi. Lâu Doanh nhún vai, liếc nhìn Vạn Nhất rồi nói, em phải ở đây hầu hạ đứa con trai lớn này, ai bảo em mắc nợ anh ta. Được rồi, vậy chị về đây, em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tô Yên không dám ở lại lâu nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc để Lâu Doanh phát hiện ra manh mối. Tô Yên bước ra khỏi bệnh viện, phát hiện Lục Cận Phong đã thật sự tới. Lục Cận Phong đang nói chuyện điện thoại với Hạ Vũ thì Tô Yên đến gần, đúng lúc nghe thấy Hạ Vũ nói, Hứa Nguyên đã biết mất rồi, đại ca, em đã để mất dấu rồi. Hạ Vũ đã đích thân đi theo còn có thể mất dấu, xem ra Hứa Nguyên này thật sự không đơn giản. Nhìn thấy Tô Yên đi tới, Lục Cận Phong nói với Hạ Vũ ở đầu dây bên kia điện thoại, không cần điều tra nữa, tiếp tục canh giữ ở bệnh viện là được rồi. Lục Cận Phong nói xong liền cúp điện thoại. Tô Yên nói, Hứa Nguyên này xem ra thật sự có vấn đề. Sa Thành Nghị bảo em qua đó, có phải Lâu Doanh đã xảy ra chuyện gì không? Chà, anh Sa nói rằng trong cơ thể Lâu Doanh có một loại virus rất lợi hại. Nếu không nghiên cứu ra được thuốc, Lâu Doanh có thể không sống nổi quá 3 tháng. Tô Yên lo lắng nói, lúc đó, khi em xem camera giám sát Lâu Doanh bị bắt đi, hai người đó đã tiêm thứ gì đó vào người Lâu Doanh. Tôi muốn đi hỏi riêng Tiểu Duy Thứ đã tiêm thứ gì đó vào người Lâu Doanh. Em muốn đích thân đi hỏi Tiểu Duy, rốt cuộc là đã tiêm thứ gì vào người em ấy. Tô Duy nhất quyết muốn lấy mạng của Lâu Doanh, điều này khiến Tô Yên rất đau lòng và thất vọng. Anh sẽ đi với em. Tô Duy bây giờ là một người nguy hiểm. Sau này em không được một mình liên lạc với cậu ta nữa. Trong mắt Lục Cận Phong, không ai quan trọng bằng an nguy của Tô Yên. Trong lòng Tô Yên cảm thấy ấm áp, được rồi, em sẽ nghe theo lời anh. Tô Yên nắm lấy tay Lục Cận Phong, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, chồng à, cảm ơn anh đã bao dung em như thế. Em là người phụ nữ của anh, cưng chiều em là trách nhiệm của anh. Lục Cận Phong vô cùng lịch thiệp phong độ mở cửa xe, bà Lục, lên xe đi. Tô Yên cười cười, rồi ngồi lên xe. Lục Cận Phong đóng cửa lại. Đang định ngồi vào ghế lái thì một bóng dáng quen thuộc phản chiếu lên trên cửa sổ khiến thần kinh anh ngay lập tức căng thẳng. Chương 443, Lục Cận Phong thăm dò Hứa Nguyên. Hình bóng phản chiếu trên cửa sổ xe chính là Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong rất quen thuộc với bóng dáng của Tần Nhã Hân, cho dù từ cửa sổ xe không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Lục Cận Phong đột nhiên quay đầu lại, đối diện bên kia đường. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đỏ cầm ô bước nhanh vào trong đám đông. Hình bóng lưng đó lại giống Hứa Nguyên. Hứa Nguyên, Tần Nhã Hân. Trong đầu Lục Cận Phong như có điều gì đó muốn nổ tung. Chồng, anh đang nhìn cái gì vậy?
Tô Yên tò mò hỏi. Không có chuyện gì, anh đưa em đến nhà họ Tô trước. Lục Cận Phong nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, như không có chuyện gì xảy ra ngồi vào lái chính, rồi khởi động xe. Tô Yên nghi ngờ nhìn về hướng Lục Cận Phong vừa nhìn một cái, nhưng không thấy gì. Biệt thự của nhà họ Tô. Tô Duy bị trói vào ghế, Tần Chấn Lâm và Tô Đình Nghiêm di chuyển ghế, ngồi đối diện với Tô Duy, bọn họ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tô Duy. Sắc mặt Tô Duy không được tốt lắm, khi cậu ta vừa tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói, cũng không ai cởi trói cho cậu ta. Thượng Quan Ân đang điều chế thuốc ở bên cạnh, chuẩn bị tiêm cho Tô Duy. Tô Duy giãy giụa vài cái, tính khí cũng nổi lên, mấy người rốt cuộc là muốn làm gì, trói tôi lại để làm gì? Tại sao, mấy người đều đứng về phía Lục Cận Phong? Định giúp Lục Cận Phong đối phó với tôi, có phải không? Tần Chấn Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, nhóc con, tuy rằng cậu chưa lớn lắm, nhưng lại khá có bản lĩnh đó. Nếu có bản lĩnh thì để cho một người khác trong cơ thể của cậu ra ngoài đi. Cái gì mà một người khác nữa, tôi không hiểu. Tô Duy ngẩn ra, Dị Uyển ở đâu, tôi muốn gặp Dị Uyển. Bà ấy bị một ít chúng ta chặn ở ngoài cửa rồi. Bà ấy là mềm lòng, nhưng chúng ta sẽ không mềm lòng. Tần Chấn Lâm, tối hôm qua cậu muốn giết Lệ Uyển, ông đây nói cho cậu biết, tôi sẽ không cho cậu có cơ hội tới gần vợ của tôi đâu. Làm sao tôi có thể giết Dị Uyển được chứ? Tô Duy tức giận vùng vẫy, nhưng sợi dây trên người ngược lại còn siết chặt hơn. Tô Đình Nghiêm cũng nói, Tiểu Duy à, tối hôm qua con thật muốn giết chết Dị Uyển của con, thật sự quá đáng sợ, con nói con xem, đang yên đang lành làm sao lại trở nên như thế này. Tô Đình Nghiêm cũng rất sợ hãi Tô Duy, không dám nhìn thẳng. Dị Uyển thế nào rồi? Dị ấy có sao không? Vẻ mặt của Tô Duy như hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì, tự lẩm bẩm, Dị Uyển đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể làm hại dị ấy được cơ chứ? Thượng Quan Ân đã điều chế xong thuốc, tiêm vào ống tiêm, đi về phía Tô Duy, cậu đừng nhúc nhích, tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi trước. Tôi không bệnh, tiêm cho tôi cái gì? Tô Duy rất kháng cự, quát lên, cầm đi đi. Tôi bảo ông cầm đi đi, mấy người đều muốn hại tôi. Khoan đã, Thượng Quan Ân nháy mắt ra hiệu với Tần Chấn Lâm và Tô Đình Nghiêm. Cả hai ngay lập tức bước tới để giữ Tô Duy lại, Thượng Quan Ân đã cưỡng ép tiêm thuốc vào cơ thể Tô Duy. Lúc đầu, Tô Duy còn vùng vẫy, nhưng từ từ cả người không còn nhúc nhích nữa. Tần Chấn Lâm hỏi, cái này có hiệu quả không? Thượng Quan Ân lắc đầu, cậu ta bị bệnh tâm thần. Thuốc của tôi chỉ có thể chữa khỏi các triệu chứng nhưng không chữa được tận gốc. Tần Chấn Lâm than phiền, không có tác dụng, vậy anh còn cho cậu ta dùng thuốc làm gì? Thượng Quan Ân trừng mắt nhìn Tần Chấn Lâm, vậy thì anh định cứ trói người ta mãi như thế này sao? Bây giờ trong cơ thể cậu ta có hai nhân cách. Nếu hai anh cứ cố ép như vậy, đoán chừng sẽ ép ra được mấy nhân cách luôn đấy, đến lúc đó sẽ thực sự ép người ta đến phát điên. Thấy hai người tranh cãi. Tô Đình Nghiêm vội vàng tiến đến hòa giải, hôm nay không phải anh Sa đã đến xem bệnh cho Tiểu Duy rồi sao, anh ta nói rằng bệnh tình giống như Tiểu Duy, cần phải chú ý đến sức khỏe tinh thần, hay là mấy người chúng ta đi khuyên bảo Tiểu Duy. Tô Duy đờ đẫn, dáng vẻ gật gà buồn ngủ. Tôi thấy cứ dứt khoát đưa nó đến bệnh viện tâm thần cho rồi. Lời nói của Tần Chấn Lâm rất đơn giản và thô lỗ. Đồng chí Tần, chuyện này cha tốt nhất là đừng lên tiếng nữa. Tô Yên đẩy cửa đi vào. Tiếp theo là Lục Cận Phong, hai người nhìn trạng thái của Tô Duy, Lục Cận Phong hỏi cậu ta sao vậy? Thượng Quan Ân nói, tôi vừa mới tiêm thuốc an thần, để cho cậu ta bình tĩnh lại. Trạng thái này của Tô Duy cũng không hỏi được gì nên đành phải đợi nữa. Tô Yên nói, trước tiên cởi trói cho cậu ta, đặt cậu ta lên trên giường nghỉ ngơi đã. Khi Tô Yên nói, Tần Chấn Lâm nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, lập tức cởi trói cho Tô Duy. Hai mắt Tô Duy thẫn thờ nhìn lên trần nhà, dáng vẻ này khiến Tô Yên cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Lục Cận Phong, đêm nay em sẽ ở đây, anh về trước đi. Tô Yên nói, mọi người đều ở đây mà, anh đừng lo, em sẽ không sao, bé ba, bé tư đều ở nhà, em không yên tâm. Lục Cận Phong cũng còn việc khác phải làm, nên dặn dò cô có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Em cũng không được phép một mình đến gần Tô Duy. Nhất định phải có cha vợ đi cùng. Tiếng cha vợ này làm cho hai mắt Tần Chấn Lâm đỏ lên, ông ta vô cùng cảm động, nắm tay Lục Cận Phong, cảm động nói, con rể, trước đây cha đã nói con như vậy, làm con mất mặt, nhưng con cũng không hề để bụng mà còn gọi cha một tiếng cha vợ. Trong lòng cha rất vui mừng, đừng lo lắng, có cha ở đây,
đừng có ai mà mơ được động vào con gái của cha. Trước đây sau khi Tô Yên thuyết giảng cho Tần Chấn Lâm, tâm tình của Tần Chấn Lâm cũng đã dần dần thay đổi. Lục Cận Phong bị tình cảm đột ngột xuất hiện của Tần Chấn Lâm làm cho sửng sốt, bình tĩnh nói, ban nãy con gọi người cha vợ kia. Lục Cận Phong liếc nhìn Tô Đình Nghiêm. Khuôn mặt già nua của Tần Chấn Lâm không có chỗ chui xuống. Sốt cuộc, sự thật là đã hiểu sai rồi. Tô Đình Nghiêm được tôn kính mà lo sợ, con rể, con cứ yên tâm, cha nhất định sẽ theo dõi, không cho Tiểu Duy bệnh tình bộc phát mà làm tổn thương Tiểu Yên một lần nào nữa. Làm phiền cha rồi. Lục Cận Phong liếc nhìn Tần Chấn Lâm đang xấu hổ, khóe miệng nhếch lên, cha vợ, vừa rồi con chỉ đang nói đùa với cha mà thôi. Lúc Lục Cận Phong nói như vậy, Tần Chấn Lâm mới ý thức được mình đã bị lừa, ông ta tức giận thở hồng hộc, trợn mắt, hai đứa này, đứa nào cũng đen tối như thế. Định lừa cha đúng không? Tô Yên cười nói, ai bảo cha lúc trước luôn tự cho rằng mình đúng. Thượng quan Ân thừa nước đục thả câu, phải có người chỉ cái tính tình của ông mới được. Cái này gọi là vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, thứ này khắc chế thứ khác. Mọi người cùng nhau bật cười, Lục Cận Phong sau khi gửi gắm xong liền rời khỏi nhà họ Tô. Lục Cận Phong không về nhà cũ của nhà họ Lục, anh trực tiếp đi đến bệnh viện Hứa Nguyên đang ở. Khi đến bệnh viện, Hạ Vũ đang lén lút theo dõi Hứa Nguyên, báo cáo với Lục Cận Phong, đại ca, anh nói đúng rồi. Em đã liên tục theo dõi ở bệnh viện. Hứa Nguyên thật sự đã quay về, vừa mới trở về. Được rồi, tiếp tục theo dõi, tôi sẽ đi gặp Hứa Nguyên. Lục Cận Phong đi thang máy lên lầu 7. Hứa Nguyên nằm ở giường số 36, là một phòng hai người, bên trong chỉ có Hứa Nguyên và một người phụ nữ đang mang thai. Lục Cận Phong cố ý trả lời điện thoại, đi ngang qua cửa phòng bệnh của Hứa Nguyên, sau đó đến nơi cách phòng bệnh từ nhạc không xa mới dừng lại tiếp tục trả lời điện thoại. Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để Hứa Nguyên trong phòng bệnh nghe thấy. Tính thời gian cũng gần đủ, Lục Cận Phong cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh cúp máy, chuẩn bị tiếp tục bước đi thì sau lưng truyền đến giọng nói của Hứa Nguyên. Anh Lục, thật là trùng hợp, đã muộn như vậy rồi, sao anh lại ở đây? Lục Cận Phong quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Hứa Nguyên, vẻ mặt không nhớ đối phương là ai. Thấy vậy, Hứa Nguyên tự giới thiệu, anh Lục, tôi là Hứa Nguyên. Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc anh đến đón Tô Yên tan sở đấy. Ồ, tôi có ấn tượng, Lục Cận Phong lạnh lùng nói, xin lỗi, ngoại trừ vợ tôi thường không để ý nhiều đến những người phụ nữ khác. Câu nói này đã đủ tổn thương chưa? Chương 444, để Hứa Nguyên và Tần Chấn Lâm làm một xét nghiệm quan hệ cha con. Hứa Nguyên ngượng ngùng một hồi, anh Lục đối xử với vợ mình thật tốt. Trên đời này đều là thật lòng đổi lấy thật dạ. Lục Cận Phong liếc nhìn bụng Hứa Nguyên, sắp sinh à. Chuyện light novel. Không phải, là thấy không khỏe nên vào bệnh viện giữ thai. Hứa Nguyên cười khổ nói, phụ nữ mang thai không dễ dàng gì, cả ngày chờ đợi lo lắng. Chồng cô đâu? Chúng tôi, ly hôn rồi. Từ Nguyệt cụp mắt xuống, dáng vẻ buồn bã, nói tôi không hạnh phúc như Tô Yên, gặp được một ông chồng tốt đến vậy, chồng tôi ngoại tình. Lục Cận Phong gật đầu, vậy cô thảm thật đấy. Hứa Nguyên, đó không phải là những gì cô ta muốn nói. Á, đau bụng. Vẻ mặt Hứa Nguyên đột nhiên trở lên đau đớn, một tay ôm bụng, tay kia túm lấy Lục Cận Phong, cố gắng nhân cơ hội ngã vào trong vòng tay của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong lùi lại một bước, một y tá đi qua nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Hứa Nguyên, cô sao vậy? Không khỏe chỗ nào, tôi dìu cô về phòng trước đã. Hứa Nguyên khó chịu vì bị y tá xen vào chuyện của mình. Nhưng cô ta chỉ có thể nhìn xuống diễn tiếp, đau bụng. Lục Cận Phong mở miệng, ý tá, làm phiên cô đưa cô đây về phòng bệnh, tôi đi gọi bác sĩ. Hứa Nguyên vừa nghe Lục Cận Phong không có ý định rời đi, cô ta lại càng yếu ớt dựa vào người cô y tá. Y tá đưa được người về đến phòng bệnh, Lục Cận Phong cũng gọi bác sĩ đến làm điện tâm đồ, đo huyết áp, nghe nhịp tim của thai nhi, mọi thứ đều bình thường. Bác sĩ nói, nằm giường nghỉ ngơi nhiều vào, bớt đi lại. Sau đó lại nói với y tá, chú ý nghe nhịp tim thai và đo huyết áp nhiều hơn. Lục Cận Phong vòng tay ôm ngực, dựa vào tường, vô cảm nhìn tất cả những thứ này. Đợi bác sĩ và y tá đều đi rồi, Hứa Nguyên nói, vừa rồi cảm ơn anh Lục, tôi thấy đỡ nhiều rồi, có lẽ vừa rồi đứa bé đạp mạnh nên mới cảm thấy đau. Lục Cận Phong không nói lời nào, đứng thẳng người, đột nhiên đi về phía Hứa Nguyên, chậm rãi tới gần, một tay dựa vào đầu giường,
sáp người. Tim Hứa Nguyên đập nhanh, sắc mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng của thiếu nữ. Vào lúc Hứa Nguyên còn tưởng Lục Cận Phong làm gì cô ta thì Lục Cận Phong, đột nhiên lên tiếng, vai cô có con sâu. Lục Cận Phong vỗ con sâu đi hộ Hứa Nguyên, thuận tay vo lấy một nắm tóc của Hứa Nguyên mà không hề để lại dấu vết. Hứa Nguyên vừa nghe có sâu đã bị dọa giật cả mình, căn bản là không để ý đến động tác nhỏ của Lục Cận Phong. Sau khi Lục Cận Phong lấy tóc xong, lập tức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách, không còn sâu nữa rồi, cô Hứa, vừa rồi bác sĩ cũng đã dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều nữa, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Vừa nghe Lục Cận Phong muốn đi, Hứa Nguyên đã vội, anh Lục, tôi hơi đói, anh có thể mua cho tôi chút gì ăn được không? Yêu cầu này rất đường đột, nhưng Hứa Nguyên thực sự không biết phải làm thế nào để giữ Lục Cận Phong ở lại thêm một lúc nữa. Hứa Nguyên càng làm như vậy, trong lòng Lục Cận Phong càng ngờ vực thêm vài phần. Tôi kêu y tá mua cho cô, phải rồi, cô còn muốn ăn gì nữa, tôi gọi ship đến cho cô. Gì cũng được. Được, vậy tôi sẽ gọi cho cô một suất cơm bò khoai tây, vợ tôi thường thích ăn món này, tôi cũng sẽ gọi thêm canh móng heo, vợ tôi cũng thích món này, cô ấy luôn nói phụ nữ nên ăn nhiều móng heo để bổ sung collagen. Lục Cận Phong mở miệng là vợ tôi, biểu cảm trên mặt Hứa Nguyên sắp không nhịn được nữa rồi. Lục Cận Phong gọi ship xong thì rời đi, Hứa Nguyên cũng không còn lý do gì giữ người ta lại nữa. Lục Cận Phong ra khỏi bệnh viện, Hạ Vũ đi ra từ chỗ bí mật, đại ca, sao rồi ạ? Giờ cậu về nhà họ Tô một chuyến, nghĩ cách lấy mấy cọng tóc của cha vợ tôi, nhớ lấy, đừng để ông ấy nghi ngờ, sau đó, lấy mấy cọng tóc đó cùng đi làm giám định quan hệ cha con. Hạ Vũ cũng đã theo Lục Cận Phong nhiều năm như vậy, IQ chắc chắn là ổn, Lục Cận Phong vừa nói vậy, gã lập tức hiểu được ý của Lục Cận Phong. Hạ Vũ khó mà tin được hỏi, đại ca, không lẽ Hứa Nguyên là con gái riêng của Tần Chấn Lâm? Lục Cận Phong, ngẫm lại cho thật kỹ đi, nhanh chóng làm cho xong chuyện này, tôi đi tìm Lãnh Phùng một chuyến. Nói rồi, Lục Cận Phong lái xe đi mất. Hạ Vũ ngẫm lại mới hiểu ra, càng thêm chấn kinh. Lẽ nào Hứa Nguyên là Tần Nhã Hân? Tần Nhã Hân vậy mà chưa chết sao? Ôi mẹ ơi, yêu quái ngàn năm nha, sức sống mạnh vãi, làm đến thế rồi còn chưa chết. Hạ Vũ cầm tóc xong, vội đến nhà họ Tô. Ngay sau khi Hạ Vũ rời đi, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai từ bóng tối đi ra, nhìn về hướng Hạ Vũ rời đi. Hôm nay Lãnh Phùng trực ban, nhân tiện cũng nghiên cứu bản án của Tần Nhã Hân, chuẩn bị đến kho lưu trữ xem tư liệu, thì đồng nghiệp đi vào, đội trưởng Lãnh, tổng giám đốc Lục đến nói muốn tìm anh. Muộn vậy rồi, Lục Cận Phong đặc biệt đến cục tìm anh ta chắc chắn là có chuyện, Lãnh Phùng cũng không nấn ná, ra ngay. Lục Cận Phong ngồi trong đại sảnh, trực tiếp nói rõ ý mình tìm đến, Tần Nhã Hân xuất hiện rồi. Ở đâu? Cô ta dùng thân phận khác, cũng nên phẫu thuật thẩm mỹ thành gương mặt khác. Lục Cận Phong nói, nếu tôi đoán không sai thì trận hỏa hoạn đó cũng là kế hoạch tỉ mỉ, để Tần Nhã Hân ve sầu thoát xác, tôi cho người đi làm giám định ADN rồi. Có kết quả cái là bên anh hành động được ngay. Lãnh Phùng nghe xong, bội phục vài phần, Tần Nhã Hân này thông minh thật, bên tôi sẽ phái người để ý kỹ, bên anh có kết quả là bên tôi bắt người ngay. Nói xong chuyện của Tần Nhã Hân, Lãnh Phùng hỏi, bên phía Vạn Nhất sao rồi? IQ không bằng đứa bé 3 tuổi, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, có Lâu Doanh ở bên cậu ta cả ngày, tôi thấy cậu ta tốt lắm. Không chữa khỏi được nữa à? Chưa chắc. Vậy còn được. Cứ coi như về lại tuổi thơ, gần đây tôi bận, đợi bận xong bên này tôi sẽ đi thăm cậu ấy. Lãnh Phùng, nghĩ thì có lẽ không đến mức nghiêm trọng, vừa tôi còn thấy cô, chú Trình sâu ân ái trên Weibo. Lãnh Phùng và nhà họ Vạn có quan hệ thân thích, không phải cô chú ruột nhưng nếu dựa theo bối phận mà nói thì cũng nên gọi một tiếng cô, chú. Lục Cận Phong có phần bội phục, nói, bọn họ thật sự nghĩ thông rồi. Lãnh Phùng cũng phục luôn, sức thừa nhận của cô chú không phải người thường có thể đạt được. Biệt thự nhà họ Tô. Tô Duy mất mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại, Tô Yên bê một ít cháo nhạt cùng đồ ăn phụ. Tiểu Duy, ăn chút đã. Tô Duy đã không còn bị trói nữa, Tần Chấn Lâm được Lục Cận Phong nhờ vả, chỉ cần Tô Yên đi gặp Tô Duy là ông ta sẽ đi theo. Tô Duy xoa xoa thái dương và nói chị, em không đói, em muốn ra ngoài đi dạo. Không đợi Tô Yên mở lời. Tần Chấn Lâm đã trực tiếp đáp, không được, giờ con là nhân vật nguy hiểm, không thể ra ngoài được. Tô Duy liếc nhìn Tần Chấn Lâm, nói với Tô Yên chị, bọn họ nói em có vấn đề, em thật sự không có vấn đề gì cả. Ừ,
nghe giọng điệu của em bây giờ, thì hẳn là tâm tình em bình ổn lại rồi. Tô Yên kéo ghế đầu ngồi xuống, nghiêm mặt hỏi, vậy em nói cho chị biết, em cho người rót thứ gì vào người Lâu Doanh? Chương 445, trộm tóc. Dù đã biết Tô Duy sẽ phản ứng theo cách này, nhưng Tô Yên vẫn rất thất vọng, cô không biết Tô Duy thực sự không biết, hay đó là do một nhân cách khác thực hiện và đang diễn kịch cùng cô ở đây. Tô Yên nhìn chằm chằm Tô Duy chặt chẽ không nói lời nào, Tô Duy bị nhìn chằm chằm thì hoảng sợ, ánh mắt né tránh chị, sao chị lại nhìn em thế này? Tần Chấn Lâm cười khịt mũi, nếu con không làm gì sai, còn sợ chúng ta nhìn con à? Vẻ mặt của Tô Duy rất xấu xí, em thực sự không biết các người đang nói gì. Khi em tỉnh dậy, tại sao tất cả các người đều thay đổi và tất cả các người đều nhắm vào em? Nếu em biết điều này sớm hơn, em đã không trở về. Thà chết ở bên ngoài. Em mất đi cánh tay trái, mà các người là người thân của em, nhưng từ đầu đến cuối đều không nghĩ cho em. Các người đều bị trúng bùa mê của Lục Cận Phong rồi. Càng nói, Tô Duy càng trở nên xúc động hơn, trên mặt Tô Yên vẫn không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta, Tiểu Duy, chị đã nhìn em lớn lên, không ai muốn em khỏe mạnh hơn chị rất buồn khi em có mặt ở đây hôm nay, nhưng em đừng bao giờ làm tổn thương Lâu Doanh, cô ấy là chị gái ruột của em. Nhưng em lại cho người chôn sống cô ấy, còn tiêm thuốc vào người, khiến cho cô ấy chỉ còn 3 tháng để sống. Tiểu Duy, chị không tin em thật sự không biết, chị không tin chuyện này hoàn toàn do một nhân cách khác của em làm, ánh mắt Tô Yên sắc bén. Lời nói cũng sắc bén, em ở đây lâu rồi. Em còn nhớ em đã tiêm cái gì vào Lâu Doanh không? Khi nào nhớ ra thì chị thả em ra ngoài, Tô Yên buông những lời này, thờ ơ quay đi, Tô Duy có chút hoảng hốt. Cậu ta nhìn thấy trong mắt Tô Yên có sự thất vọng sâu sắc, Tô Yên đã định vứt bỏ cậu ta rồi, trong mắt Tô Duy, Tô Yên tốt hơn tất cả mọi thứ, chị. Tô Duy kích động hét lên mấy lần, nhưng Tô Yên không thèm nhìn lại, cô vẫn đi ra ngoài, dửng dưng đóng cửa lại, Tô Duy ở trong phòng có chút sợ hãi, cậu ta sợ Tô Yên không cần mình nữa, Tô Duy lăn lộn xuống giường đi tìm Tô Yên, đột nhiên vẻ mặt cậu ta đau khổ, thống khổ, trên mu bàn tay và trán nổi gân xanh, trong đầu lại phát ra một giọng nói. Đừng đi tìm cô ta nữa, cô ta đã bỏ rơi cậu như bọn họ, cô ta không hề yêu thương cậu chút nào, vĩnh viễn chỉ có tôi ở bên cậu, Tô Duy dùng tay đập vào đầu mình, trong đầu vô vọng kháng cự lại âm thanh kia, không. Không, chị gái tôi yêu tôi nhất. Chúng tôi sống dựa vào nhau. Chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi, không. Tô Duy tuyệt vọng đè nén một nhân cách khác trong cơ thể, ngã xuống giường với vẻ mặt đặc biệt đau đớn trước mắt. Hai con người rất hung ác, sau một lúc. Cậu ta từ từ trở lại bình tĩnh, Tô Yên nhìn Tô Duy qua camera giám sát trong một gian phòng khác, lông mày nhíu chặt, cô lẩm bẩm nói, Tiểu Duy hoàn toàn có thể áp chế bản thân kia vào trong cơ thể, cậu nhóc này ẩn giấu rất sâu, con gái, con phải chú ý. Tần Chấn Lâm vừa nói xong, điện thoại vang lên, ông ta liếc nhìn ai đi người gọi, bối rối trả lời, là ai? Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Tần Chấn Lâm giải thích với Tô Yên một câu và đi ra ngoài, Tần Chấn Lâm đến trước cửa nhà họ Tô. Hạ Vũ đã đợi sẵn ở cửa, cậu không phải là thuộc hạ của con rể tôi sao? Làm sao có thể gọi tôi được? Tần Chấn Lâm Viễn đã từng gặp Hạ Vũ, nên càng khó hiểu, Hạ Vũ cười nói, ông chủ Tần, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Lục Cận Phong giao cho gã nhiệm vụ lấy tóc của Tần Chấn Lâm, mấu chốt là không được khiến Tần Chấn Lâm nghi ngờ, đây là một nhiệm vụ gian khổ, làm sao vậy? Tần Chấn Lâm tò mò, ông chủ Tần, đây là chuyện rất bí mật, lại gần chút. Hạ Vũ giả vờ bí hiểm. Gã đặt tay lên vai Tần Chấn Lâm, nhanh nhẹn cắt đứt một mớ tóc của Tần Chấn Lâm. Hạ Vũ đến từ một hòn đảo, giỏi chiến đấu cận chiến và theo dõi. Nhưng gã còn có một biệt danh khác, thần trộm. Hạ Vũ không còn cách nào khác là nghĩ ra một thủ đoạn như vậy để trộm tóc của ông ta đi. Khi đã nắm được tóc, Tần Chấn Lâm không để ý, mau lên, có chuyện gì vậy? Hạ Vũ bịa ra, ông chủ của chúng tôi nóng lòng muốn có con gái. Ông là cha của chị dâu, chuyện này phải nhờ ông giúp, ông chủ không có con gái. Không thể đạt được nguyện vọng của mình, người phía dưới như chúng ta cũng sẽ khổ sở, sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Là chuyện này không phải là chuyện lớn sao? Hạ Vũ nói, ông chủ Tần, ông là cha của chị dâu, nếu ông làm như vậy, cô ấy nhất định sẽ nghe lời, chuyện này tôi cứ giao cho ông, chuyện này xong xuôi rồi, tất cả thành viên ám dạ chúng tôi đều sẽ cảm ơn ông. Nhân tiện, ông chủ Tần, tôi còn có việc phải làm, tôi đang bận nên đi trước, Hạ Vũ nói xong thì rời đi. Để lại Tần Chấn Lâm chết lặng đứng đó, Hạ Vũ nắm tóc, đến cơ quan thẩm định cơ cấu để thẩm định, cấp tốc lấy tiền, nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rồi hài lòng rời đi,
Hạ Vũ vừa rời đi thì có một người đàn ông đeo khẩu trang từ bên kia bước ra, tóc để nhận. Dạng được một nữ bác sĩ làm nhiệm vụ đưa đến phòng xét nghiệm, nữ bác sĩ có chút buồn ngủ, trên đường đến phòng thí nghiệm, cô đụng phải một người đàn ông ở góc đường, xin lỗi, tóc trên khay rơi xuống đất, người đàn ông đeo khẩu trang cúi người nhặt lên, không đụng chúng cô chứ, thật xin lỗi, nữ bác sĩ cười, không sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.